Hoa Ơn từ chối khéo, lý do bởi bảo vệ người chơi là nghĩa vụ của biệt đội Hoa Giang. Kang Gu hiểu ý liền cười như tên ngốc ra vẻ đã hiểu, nghe cô ta dặn dò các kiểu cũng cứ gật gù đóng cho tròn cái vai. Khi rời đi còn không tiếc lời khen Kang Gu, mong rằng trong tương lai sẽ có thêm những người như anh xuất hiện. Kang Gu chỉ biết cười trừ, thêm hai thằng từ địa ngục trở về chắc chắn quậy cho banh cái trái đất. Nhìn theo bóng lưng bác Hoa Ơn, hắn sâu chuỗi lại những dữ kiện đã thu thập được, có thể kết luận đây chính là một cuộc điều tra bí mật. Buổi đi săn hôm nay hơi quá rồi, phải alo khứa Tetsudi làm cốc bia cho mát ruột mới được. Vậy mà phải vài ngày sau mới có thể gặp nhau tại một quán cà phê. Kang Gu còn dẫn theo Seola đi cùng, khiến Tetsu vô cùng hào hứng bắt chuyện. Thái độ nhiệt tình thái quá ấy dọa ẻm sợ rụt cả người. Vậy mà tên đầu đất Tetsu vẫn không kiêng rẻ gì, thấy gái đẹp nên ánh mắt sáng như sao tới tấp ca ngợi vẻ đẹp của nàng. Mục đích Kang Gu dẫn Seola đi cùng là muốn Tetsu có thể dẫn cô ấy đi săn ở cổng Rangde. Để em ghệ một mình vào chốn nguy hiểm hắn có chút không yên tâm, được cái Tetsu cũng nhiệt tình ok luôn. Rồi thản nhiên hỏi một câu xanh dờn, chị dâu còn đặc tính nào nữa không? Khiến hai người đối diện ngại ngùng đỏ mặt. Dù Seola ra sức giải thích nhưng Tetsu don't care, nhìn hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e thế này để tôi đẩy thuyền giúp cho. Tạm gác chuyện đó qua một bên, Seola kể mình có thể búp sức mạnh và sự khéo léo, bên cạnh skill chính là trị thương. Khiến Tetsu không khỏi trầm trồ một phen, lại còn thắc mắc cô có thể vừa chữa trị vừa búp sức mạnh không. Seola vui vẻ bảo quá là easy luôn, chị đây còn biết cả chiến đấu nữa đây nhé, làm Tetsu toát mồ hôi hột. Tetsu phấn khích quay sang Kang Gu khen lấy khen để, nhất ông anh nha có ghệ vừa sinh vừa chiến thế này. Một người chữa trị với tận mấy skill khủng như kia là hàng hiếm đó, mấy hội lớn mà biết kiểu gì cũng tranh nhau giật về cho coi. Bỗng nhiên Kang Gu thấy Seola đáng yêu hơn bội phần, cứ nghĩ tới hai từ chị dâu Tetsu nói cảm xúc lại lâng lâng khó tả. Nếu cậu ta đã nghĩ thế rồi mình cũng chẳng cần mất công đính chính làm gì. Tetsu đột nhiên phá lên cười đầy sung sướng, nốc luôn một cốc cà phê nóng như nốc bia. Sau đó nện cái cốc kêu cái cạch xuống bàn, lau miệng bảo cà phê trứng nóng ngon nhức nách phải đổ nguyên ly vào một lần mới đã cái nư. Kang Gu cũng kệ cái kiểu vô tri của Tetsu, bật mút nghiêm túc đề nghị Tetsu tìm thêm mấy người nữa để lập đội, thế mà ông cháu này bảo mình đã lo việc đấy từ lâu rồi. Cậu ta hưng phấn kể mình tìm được hai con hàng chất lượng mới thức tỉnh lần hai thôi nhưng đã rất mạnh rồi, đảm bảo anh mà gặp cũng phải thích mê. Cơ mà Kang Gu không tin vào con mắt nhìn người của Tetsu lắm, bằng chứng rõ ràng là để cho hai thằng tà giáo vào trung tim suýt nữa thì đi đời nhà ma còn gì. Tetsu cười hì hì bảo ai mà chẳng mắc sai lầm chứ, rồi khẳng định chắc nịch những người mới rất đáng tin cậy, nếu mai anh rảnh em gọi họ tới cho anh check luôn. Nếu cậu đã chắc chắn như vậy hắn cũng tạm chấp nhận, quay qua hỏi ý kiến của Seola. Rồi bỗng nhiên đỏ bừng mặt ngại ngùng đồng ý, bởi em phải nhanh thăng cấp để được đi săn chung với Oppa. Kang Gu bên cạnh tiếp lời bằng tông giọng trầm trầm kèm khuôn mặt ửng đỏ, sự an toàn của em mới là điều quan trọng nhất mà. Không khí nồng đậm mùi cơm chó lọt thẳng vào lỗ mũi của ông thần Tetsu, làm cậu ta không kiềm chế được mà mê mẩn con tim hít lấy hít để. Sơ sơ xong phần giới thiệu tới đoạn kết luôn, cậu ta hẹn mai gặp tại phía tây Incheon. Biết Kang Gu thắc mắc sao phải đi xa, Tetsu mới giải thích muốn né cánh cổng suối quẩy kia ra nên đổi mục tiêu sang đám óc thay vì người thằn lằn, làm Kang Gu lại tròn mắt ngạc nhiên, người mới đã vụt luôn danh đê vậy có ổn không thế? Chắc cũng được, đấu với đối thủ căng mới giúp mọi người mạnh lên nhanh chóng, hơn nữa óc cũng dễ săn hơn thằn lằn vì không cần phải giữ im lặng như trong đầm lầy. Lập luận chắc đét của ông cháu ta sắc thành công khiến Kang Gu không khỏi trầm trồ, dù hơi vô tri nhưng cậu ta cũng thông minh phế, về sau sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho mình. Tetsu đang lắc lắc cố vớt chút cà phê cuối thì Kang Gu bảo hắn phải đi về, việc gì cần phải làm vào một ngày đẹp trời như thế này nhỉ? Hắn bảo chuyện quan trọng, đó là phải gấp rút lên cấp để chuẩn bị cho lần thức tỉnh thứ tư. Vừa quay lại cổng cấp D hắn đã kích hoạt ngay ánh mắt đỏ rực lên như chuẩn bị lên đồng của quyền năng thăm dò. Chỉ còn một cấp thôi là hắn đạt cấp 30, con mắt đỏ khổng lồ lại hiện ra và truyền sóng tín hiệu đi khắp nơi, nhanh chóng tóm được một nhóm hóc đang đứng túng tụng vào nhau. Đếm sơ sơ cũng được 8 em hoàn hảo cho việc khởi đầu chuyến đi săn. Kang Gu không chần chừ tốc biến tới thẳng chỗ chúng, dùng lưỡi kiếm xẹt ngang qua nhanh như một tia chớp. Khiến lũ óc còn chưa kịp nhận ra mình vừa bị tấn công, trên cổ đã xuất hiện vết chém đỏ au, sau đó là tiếng thét đầy đau đớn vang lên rồi tắt lịm đi. Đám óc đã bị tiêu diệt trong chưa tới một phút, Kang Gu đang đứng vung vẩy máu từ lưỡi kiếm, đột nhiên lại ngửi thấy mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Đây không phải máu của quái vật mà là máu của con người, ở trong cổng thì chuyện này cũng không có gì là lạ. Nhưng lần này Kang Gu không thể nhắm mắt làm ngơ, lập tức tốc biến tới thẳng nơi mùi máu phát ra. Mùi nặng như thế này hẳn phải là một vụ thảm sát 5 hay 6 người chơi, khả năng cao là do đám tà giáo gây ra. Cuối cùng Kang Gu cũng tìm thấy xác của một nhóm người nằm chồng chất lên nhau, hắn nhảy bổ xuống kiểm tra tình hình. Toàn bộ đều bị giết một cách dã man, ma giáo sẽ không giết người chơi vì phải hiến tế người sống, rốt cục là kẻ nào ra tay tàn bạo như vậy chứ? Kang Gu trầm ngâm suy đoán, mùi máu vẫn còn mới chứng tỏ thủ phạm vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nhìn lại đống thi thể trên đất xem có phát hiện ra manh mối mới nào không, chợt một bóng hình to đùng xuất hiện trước mặt Kang Gu. Khiến hắn kinh ngạc trợn trừng mắt, nhìn chằm chọc vào hàm răng sắc nhọn của con quái, đang có một cánh tay lủng lẳng lòi ra ngoài. Con quái vật to như quả núi điên cuồng gầm lên một tiếng, làm Kang Gu không khỏi sửng sốt, không phải hắn sợ mà không hiểu được tại sao con chó địa ngục này lại ở đây được chứ. Con quái liên tục giống lên thị uy sức mạnh làm cát bay tứ tung, rồi nhảy bổ về phía Kang Gu như lao về con mồi thơm ngon. Từ bên dưới nhìn lên Kang Gu tặc lưỡi mấy cái rồi vung kiếm chém ngang người con quái nhưng không thể cắt xuyên được bởi lớp da quá dày.
Càng Gu cáu lắm nhưng cũng phải công nhận, đúng là pet ở địa ngục có khác trâu bò vãi. Chưa kịp nghĩ ra kế sách gì để đối phó với chó địa ngục, nó đã ầm ầm lao tới với cái mõm há to ra như muốn hút hết năng lượng bên ngoài vào trong miệng. Sau đó phun ra một hỏa cầu cực đại bay vèo tới chỗ Kangu, gây ra một cơn địa chấn khủng khiếp, làm cả một vùng sa mạc chìm trong biển lửa chết chóc. Kẻ nào dính đòn này thì cứ tập xác định về miền cực nhọc. Con chó địa ngục dí mũi người xung quanh, đánh hơi xem đã có món thịt nướng cháy cạnh nào chưa. Gió lào nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, lộ ra những mảng đất đá bị thổi tung lên trời. Kangu nhờ vào hào quang nhân vật chính mà thoát chết, đang liên tục nhảy nhót trên cao tránh để con quái phát hiện. Muốn đánh với thứ này không thể dùng vũ khí bình thường được. Nghiến răng tập trung dồn năng lượng trong tay, sử dụng quyền năng hắc thương, lôi ra con hàng cực cháy vừa mới giết boss mấy hôm trước. Vung tay xoay tròn cây thương như trong chóng chè nè Nobita, hắn tạo thành cơn lốc xoáy làm chó địa ngục cũng phải ngước nhìn. Chỉ thấy một vệt đen xẹt ngang trời, đâm phập vào lớp da dày của nó, máu túa ra như mưa làm con quái đau đớn giống lên. Giây phút ẻm đổ ập xuống khiến cát bụi bốc lên mùi mịt cũng là lúc Kangu nặng nề đáp đất. Mệt mỏi thở phào một hơi chắc mẩm đã giết được nó, vậy mà chưa đầy một giây sau đã há hốc miệng tự chửi mình, con quái không chết mà còn trở nên kích động hơn rất nhiều. Cái mồm vừa to vừa thối của con chó cứ giống lên ông ổng, mấy cái chân to như cột đình đang phí nước đại tới sẵn sàng dùng thân mình to lớn đè bẹp ruột đối thủ. Không chịu yếu thế Kangu dậm chân, lấy đà phóng lên ngang tầm mắt con quái, quyết tâm tạo ra một sơ hở để lấy lại thế thượng phong. Lập tức dồn lực vào chân tung ra một cước cực mạnh nghiền nát bộ nhá của con quái răng hô, rồi lộn mấy vòng trên không ngã bình xuống lớp cát, cơ thể hắn văng đi xa mấy mét. Tuy nhiên Kangu đã kịp phanh lại đúng lúc, lại là một màn bật cao lên miệng chó địa ngục, bộc phát năng lượng ma quỷ tung ra quyền năng ơ động đất à? À không, đấy là quyền năng của hắn đang đi lên làm lớp đất cắt vỡ ra từng mảng lớn. Bốn bề rung chuyển dữ dội, tạo thành một hố sụt lớn khiến con quái to xác chỉ biết rú lên tuyệt vọng. Đúng lúc ấy Kangu lại triệu hồi hắc thương rồi bật chế độ bay lên, siết chặt vũ khí bằng cả hai tay lao xuống với tốc độ bàn thờ mạnh mẽ găm thẳng lưỡi gươm vào giữa đầu con chó. Kangu bó cần nghiến răng nghiến lợi gì xuống nghe thấy tiếng vỡ sọ vang lên răng rắc, cả thân hình bự chà bá không còn sức dãy giụa, rơi tự do xuống cái hố khổng lồ do sụt lún đất mà ra. Lại một trận địa chấn long trời lở đất nổ ra, đất đá bay lên tứ tung, cuối cùng chỉ còn lại một miệng hố sâu hoắm. Nhưng tưởng con chó địa ngục đã hẻo thế mà chỉ một lát sau, nó vẫn chồm lên với cây thương găm ở giữa đầu, dùng chân đá bay Kangu ngã văng cu chiêng xuống dưới, khiến hắn phải dùng cả cơ thể để phanh lại, không thể giữ nổi sự bình tĩnh trên nét mặt được nữa. Quỷ vương lại bị chó săn của mình bón hành không chưa phát nào, nhưng sợ là Kangu chỉ thua sức thôi chứ hắn lì chẳng khác nào con chó địa ngục. Nó hằm hè nhìn Kangu bằng đôi mắt đỏ rực, dù đang thở hồng hộc nhưng hắn thừa biết con thú này thừa sức vật lộn với hắn tiếp. Mà Kangu cũng thừa biết chỉ với cây thương đó vẫn chưa đủ để đánh bại thần thú của địa ngục được. Thấy khí thế ác liệt của nó, Kangu không khỏi nhớ về ngày còn ở địa ngục, con quễ này lúc nào cũng nóng như kem rất khó thuần phục. Đột nhiên lớp cắt dưới chân chó địa ngục bốc lên cuồn cuộn, rồi nứt toác ra bởi những bó cơ trên người nó đang phình to ra. Chẳng mấy chốc từ đó toát ra ánh lửa ôm lấy toàn thân con quái như một ngọn đuốc khổng lồ, như một thiên thạch khổng lồ biết giải tốc biến. Con chó lao đi vun vút định một chiêu kết liễu luôn Kangu, nhưng với Kangu nó chỉ là một con chó địa ngục không biết điều không hơn không kém. Kangu thủ thế đi đường quyền triệu hồi ma thuật từ hư không, kích hoạt quyền năng thần lực của ba format, tự búp sức mạnh cơ bắp lên chính bản thân mình. Cảm nhận được năng lượng bất thường, chó địa ngục nhanh chóng phanh kít lại, đánh giá đối thủ trước mặt sao tự dưng lại khác lạ như thế. Mặt hắn sáng bừng lên, con người trắng dã như đang lên đồng khi cả khuôn mặt đang vẫn sức nhăn nhúm cả với nhau. Không để con quái kịp cúp đuôi bỏ chạy, Kangu tung ra một cú móc hàm sấm sét hất văng cơ thể nặng cả trăm tấn bay lên cao. Con quái đau đớn gầm thống thiết dãy rùa trên không, rồi nặng nề rớt xuống đánh cái bịch xới tung đất cát bắn lên bụi mù. Kangu mệt đứt hơi thở phì phò, con pet này bào sức anh mày ghê quá đấy. Với ma lực hiện tại hắn không thể dùng được hai quyền năng cùng lúc, nên trận chiến mới kéo dài ra như vậy. Hồi còn ở địa ngục Kangu đã đấm nhau với loài này không ít lần, giờ cũng tới lúc để nó về với tiên tổ rồi. Con quái bị đánh cho thân tàn ma dại vẫn cố chấp ngóc đầu dậy, rồi lại ngã chẹp bẹp xuống đất chấp nhận số phận hầm hiu. Kangu trao cho nó ánh mắt chán ghét, mày phiền phức thật sự luôn đấy. Đúng lúc đó hệ thống đột ngột hiện ra thông báo, người chơi đã thành công tiêu diệt mảnh vỡ khe nứt rank C, khiến hắn không hiểu mô tê gì sất. Kệ mẹ người chơi hiểu hay không kệ mày, hệ thống gửi tới hàng loạt phần thưởng có giá trị cao. Kangu sững người lại vì kiến thức mới, mảnh vỡ khe nứt là cái quần gì? Hay từ khe nứt dùng để ám chỉ về địa ngục nhỉ? Nhưng đó không phải thứ hắn nên bận tâm vào lúc này. Điều quan trọng là sao chó địa ngục lại ở trong cổng mới là điều cần tìm hiểu. Chúng đâu thể dùng vũ khí của thất hoàng tử địa ngục để đến đây được. Kangu nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể lý giải được. Áp dụng kỹ năng cái gì khó quá thì ta bỏ qua. Hắn chuyển qua check những thông báo còn lại. Ánh mắt sáng lên vì thấy lần này được quá trời phần thưởng. Đáng chú ý nhất là chuẩn bị thức tỉnh lần thứ tư. Hắn nhận được đặc tính người điều khiển ma lực danh A, có tác dụng điều khiển ma lực sớm mút hơn nhanh hơn, đồng thời xóa bỏ mọi dấu vết ma lực trên các sinh vật khác. Niềm vui nhân đôi nên Kangu quyết định ăn mừng bằng con chó địa ngục, vội vàng kích hoạt đói khát vô độ để hấp thụ ma lực. Khuôn mặt lộ rõ nét tàn độc, Kangu rít lên cười đầy khoái trá. Nếu có thể lấy lại hết sức mạnh trước kia kết hợp với tăng cấp liên hoàn, có khi sức mạnh của hắn sẽ còn bá đạo hơn khi ở địa ngục nữa cũng nên. Sau khi đánh chén no say, Kangu vui vẻ bước ra khỏi vòng truyền tống với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện với buổi đi sang ngày hôm nay. Giờ về nhà ăn canh kim chi cruise nấu nữa là đúng bài.
Đang hí hửng mơ tưởng lại bị một giọng nói cắt ngang. Càng Gu đưa mắt ngó qua lại bắt gặp một bóng hình trông quen mắt phết. Dù chiếc mũ lưỡi chai che kín mặt, nhưng cái màu tóc đỏ nổi bật kia giấu đi đâu được chứ? Còn ai ngoài con nhỏ láo lếu tại tiệm nét hôm trước đây? Chen Zhao khẽ nhấc mũ lên tỏ vẻ nguy hiểm, bất ngờ trước ông già. Càng Gu hoàn toàn không vui vẻ gì với sự tái ngộ này, thậm chí nó còn làm vơi đi sự hưng phấn của hắn ấy chứ. Hơn nữa hai người cũng chả thân thiết tới mức phải chào hỏi cho mất thời gian. Đến tên còn béo biết mau tránh ra cho anh đây về với vợ con. Cheon do lại tưởng cha nội này vẫn cay chuyện xảy ra tại quán nét, chậm rãi tiến lên giới thiệu luôn tên của mình cho hắn nghe. Nghe thấy ba từ Cheon do Càng Gu tỉnh cả người, cái tên này sao quen thế nhỉ, chắc chắn đã nghe ở đâu đó rồi. Ký ức hôm đi test năng lực chợt ùa về trong đầu Càng Gu, đây chẳng phải tên của hội trưởng trong năm hội lớn nhất Hàn Quốc sao? Chứ còn gì nữa, Cheon do nhếch mép cười đầy tự hào, bà đây chính là hội trưởng băng hoa hồng đỏ lẫy đó nha. Cuối cùng Càng Gu cũng hiểu tại sao cô ta lại mạnh như vậy rồi, nhưng vẫn chưa hiểu sao con mẹ này tìm tới mình để làm gì. Vừa dứt lời, Cheon Jo đã lào lào đọc toàn bộ thông tin cá nhân của Càng Gu lên. Sinh năm 95, được nuôi nấng tại một trại trẻ mồ côi và chưa từng được nhận nuôi. Lớn lên thì dọn ra ngoài sống và bạt vô âm tín trong 5 năm, rồi lại đột ngột xuất hiện với tư cách là một thức tỉnh giả. Tôi nói có đúng không? Càng Gu cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt, điều tra kỹ như vậy đừng nói là mê mình rồi đấy nhá. Cheon Jo lôi cả điện thoại ra đọc như cái máy, tới cả ngày hắn đăng ký làm người chơi, cô ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn nhắc lại danh ép đáng xấu hổ trong lần đánh giá thức tình lần đầu, là mặt Càng Gu đen hơn cả nhọ nồi, anh là anh hơi cáu rồi đấy nhá. Cheon do thông minh nên đương nhiên cho rằng đó là lỗi kỹ thuật, bởi mức độ tăng trưởng sức mạnh của hắn khủng khiếp như vậy là quá phi lý. Lúc đầu Cheon do còn tưởng hắn mua thân phận từ chỗ tội phạm, nhưng toàn bộ dấu vân tay đều khớp với những hồ sơ trước đây. Nghe tới đây Càng Gu hơi sợ ma rồi nha, cô ta đào đâu ra dấu vân tay của mình cơ chứ? Cheon do cũng tốt bụng mà giải thích luôn đã lấy từ chỗ đăng ký hồ sơ người chơi. Hóa ra các hội lại có quyền lực lớn tới như vậy, coi như hôm nay Càng Gu biết được cách tư bản vận hành ra sao. Sau 7749 bước điều tra, Cheon Jo đã xác định được Càng Gu không dùng thân phận giả. Gập chiếc điện thoại lại, cô ta nhìn chòng chọc vào Càng Gu với ánh mắt vô cùng mãnh liệt, tuyên bố chắc như đinh đóng cột anh quả là một bản thiết kế vĩ đại với tài năng xuất chúng, có lẽ còn mạnh hơn bất kỳ hội trưởng nào, kể cả là tôi. Tự nhiên được khen bất ngờ quá, nên Càng Gu không biết phản ứng như nào, nhưng cảm giác con mẹ này nãy giờ vòng vo tam quốc mãi, người Hàn chứ có phải người Hà Nội đâu mà văn vở thế nhỉ? Cheon Jo bị bắt thóp im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu đi thẳng vào trọng tâm, với tư cách là hội trưởng hội hoa hồng đỏ cô ta muốn trở thành nhà tài trợ cho Càng Gu. Phú bà đề nghị bao nuôi vậy mà mặt hắn cứ đơ như cây cơ vậy, sau đó lại phì cười làm Cheon Jo khá ngạc nhiên. Lý do là vì cha nội này ảo tưởng được Cheon Jo tỏ tình, nghe thế cô ta cọc ngang con cóc ghẻ này nghĩ cái quái gì vậy chứ? Tu thêm 10 kiếp nữa rồi hẵng nghĩ tới chuyện đó nhé. Những lúc quê như này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin như Càng Gu là được nhé mọi người. Dẹp chuyện tào lao đó qua một bên, Cheon Jo giải thích kỹ hơn về việc hỗ trợ, hoa hồng đỏ sẽ hỗ trợ tài chính giúp hắn lên cấp nhanh hơn. Cơ mà Càng Gu lại cợt nhả trêu chọc, vậy hắn phải đền ơn bằng cách giúp Cheon Jo chơi game như lần trước à? Nghe thế cơn thịnh nộ cô kìm nén bấy lâu liền bộc phát, tóc tai dựng đứng lên trông chả khác gì một nữ quỷ. Được đâu 2 giây cô ta niệm chú mình là hội trưởng mà, chuyên nghiệp lên, thấy cái mặt nhăn nhở của hắn, cô muốn phát tiết lắm mà cố nhịn, thua game chỉ vì một thằng lìn tích AD và AFK để ăn mì tôm hai trứng. Đã thế Càng Gu còn không biết điều, cố tình lầm bầm cho Cheon Jo nghe, rank đồng hình như hơi thấp nhỉ. Trêu chọc người ta cho đã rồi Càng Gu mới quay về chuyện chính, không hiểu vì sao Cheon Jo lại muốn tài trợ cho mình. Thở hắt ra một hơi cô ta bảo vì nhìn thấy tiềm năng của anh chứ sao, chỉ là một người chơi vừa thức tỉnh 2 tuần trước nhưng đã level up với tốc độ đáng kinh ngạc, đặc biệt còn chơi solo từ cổng E lên cổng C, trong tương lai nhất định sẽ còn tiến xa hơn nữa. Để giúp Càng Gu đẩy nhanh quá trình tăng cấp, Cheon Jo sẽ cho hắn mượn một chiếc thẻ tự do ra vào các cổng dưới danh A. Càng Gu gật gù thích thú nhưng chưa dừng ở đó. Cô tiếp lời nếu anh muốn lập đội, hoa hồng đỏ sẽ chọn những người giỏi nhất để ghép nhóm và giảm thuế khi bắn đá ma thuật thông qua hội. Nhiều phúc lợi đến mức Càng Gu cũng phải trầm trồ, nghe Cheon Jo tiếp tục nói về việc được cung cấp trang bị xịn sò con bò, trừ những vũ khí cấp cao cần đặt cọc còn lại dùng chùa thoải mái. Nhà lầu xe hơi cũng sẽ được cấp free, chỉ cần ngoan là cái gì cũng có. Nghe tới đây Càng Gu dần nảy sinh nghi ngờ, đãi ngộ này có thật đấy à? Có khi nào con mẹ này là đa cấp ngầm không ta? Thừa hiểu hắn đang nghĩ gì, Cheon Jo liền bảo, đây chỉ là chút đầu tư cho tương lai thôi, nhưng Càng Gu vẫn thấy đáng ngờ thế quái nào ấy. Đương nhiên trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì cả, ánh mắt Cheon Jo sáng lên, thông báo điều kiện trao đổi cho những thứ kia là khi hội có nhiệm vụ Càng Gu bắt buộc phải tham gia. Thì ra nãy giờ dụ mình là để phục vụ cho mục đích này, hắn chống cằm suy tư một chút rồi hỏi chi tiết về nhiệm vụ. Tuy nhiên đáp lại câu hỏi lại là sự im lặng tới đáng sợ, một lúc lâu sau Cheon Jo mới dặn ra được một câu, giờ chưa phải lúc biết. Thấy cô ta kéo mũ che kín mặt Càng Gu cũng không gặng hỏi nữa, nếu nhiệm vụ quá quất quá mình sẽ từ chối sau vậy. Một cánh tay đột ngột chìa ra trước mặt Cheon Jo, tên đáng ghét kia đã chịu chấp nhận lời đề nghị của cô và đang nở một nụ cười vô cùng danh mãnh. Khiến khóe miệng Cheon Jo cũng tự động nhếch lên, cuối cùng cũng lùa gà thành công rồi hi hi. Bàn tay Càng Gu giơ ra sắp dụng tới nơi, Cheon Jo mới chịu đưa tay ra, vui vẻ đập tay lập dao kèo mõm chứ méo có hợp đồng gì luôn. Đập tay đập chân một hồi giúp thiện cảm giữa hai bên tăng lên đáng kể, thành công kết được một đồng minh tóc đỏ tạm thời.
Tưởng đâu xong xuôi sẽ được nổ ngay nhiệm vụ, ai ngờ Ơn do lại phủi đít quay đi tiện mồm bỉ bai level hiện tại chưa đủ để được biết. Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Kang Gu khi hắn chỉ vào mình bảo cô đừng có coi thường chủ tịch và cái kết không đúng nhá. Làm cô ta xịt kéo mất mấy giây, ai hỏi đâu mắc gì nói vậy ba. Trong đầu âm thầm chửi rủa đồ khốn tự cao, nhưng bên ngoài lại nhắm mắt làm ngơ giả vờ hồ theo, vâng vâng anh thì kinh rồi. Cô ta đành phải nói mình chưa giao nhiệm vụ không phải do hắn chưa đủ mạnh, mà vì hội Ơn do vẫn chưa thu thập đủ chứng cứ nên không thể tùy tiện nói ra được. Lý do thuyết phục khiến Kang Gu hết đường bắt bẻ, đang ngẩn người suy nghĩ một cái điện thoại đập thẳng vào mặt hắn, cho xin số phone để tiện liên lạc nào. Tay lạch cạch gõ số mắt hướng về Ơn Do, Kang Gu thắc mắc khi nào mới lấy được trang bị bởi phải có đồ xịn hắn mới tăng ma lực lên nhanh chóng. Đút điện thoại vào túi Ơn Do quay đi bảo Kang Gu cùng mình đến trụ sở hội, thấy hắn chần chừ cô phải quắc mắt thở ra ba chữ, ở ga Seoul hắn mới chịu đi theo. Một lúc sau toàn bộ ánh mắt của người qua đường đổ dồn vào một chiếc xe, tới cả một đứa nhóc cũng thấy con xe đó quá là ngầu. Đó chính là con Porsche 918 Spider thời thượng, đang đậu chễm chệ dưới lòng đường thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Kang Gu cũng không khỏi trầm trồ về độ ngon nghẻ của em nó, và càng bất ngờ hơn khi thấy tóc đỏ cà lơ phất phơ đang ngồi ở ghế lái. Vãi eo chủ tịch giả nghèo và cái kết phiên bản đời thực bao nuôi thằng ất ơ là hắn à. Lần đầu ngồi xế sang lại còn được gái đẹp trở đi, Kang Gu cũng hơi bỡ ngỡ hỏi chiếc này bao tiền. Cỡ 10 triệu won thôi chứ nhiêu đâu, Che Ơn Do thản nhiên trả lời, từng đó còn chưa bằng số lẻ trong tài khoản của cô nữa. Kang Gu nghe xong mắt mũi cứ gọi là chố hết ra, tự nhiên thấy Ơn Do cũng xinh xắn đáng yêu phết. Cơ mà hắn vẫn chưa tin con nhỏ ăn mặc xuề xòa, tính tình trầu che ngồi chơi trong quán net này lại sở hữu một con xe sang xịn mịn. Mấy đứa trông bẩn bẩn rốt cục toàn là đại gia ngầm không à, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ơn Do đạp ga bánh xe lao đi vun vút, cảm giác êm du như đang lướt trên mặt nước làm Kang Gu không khỏi quá trầm trồ. Ơn Do vô cùng hài lòng với biểu cảm đó, cao hứng bảo nếu hắn thích thì cô ta sẽ mua cho một cái làm kỷ niệm. Bỗng nhiên hai từ mẹ đường vang lên, khiến nụ cười của Ơn Do chợt tắt, khuôn mặt cứng đờ lại. Kang Gu đang dùng ánh mắt long lanh lóng lánh nhìn vào cô ta, luôn miệng nói phú bà xin hãy bao nuôi tôi. Làm Ơn Do nổi hết da gà ra vịt, nhăn nhúm mặt mày như bị táo bón mấy tuần. Trông nhỏ có vẻ căng thẳng quá, Kang Gu biết điều tiết chế lại mà Ơn Do vẫn đang tức ói máu, nổi cơn thịnh nộ đe dọa nếu sau này hắn dám từ chối hay làm thất bại nhiệm vụ, cô sẽ tịch thu lại ngay. Top server mà sao keo kiệt thế nhỉ? Đã cho thì cho luôn đi còn đòi. Ngay khi Ơn Do chuẩn bị đáp trả đầy cáu bẳn, hắn đã bảo mình sẽ im mồm không chọc nữa cho cô lái xe. Chiếc xe phanh kít lại trước một tòa nhà cao chót vót, được sơn đỏ vừa sang chảnh vừa hiện đại. Ra khỏi xe ngước lên nhìn Kang Gu không thốt nên lời, to bằng tung tâm hồ trợ người chơi luôn mới ghê. Trên kia còn gắn hẳn cái logo hoa hồng bạc to đùng đang sáng chói dưới ánh nắng phô trương sự lắm tiền nhiều của. Trong lòng Kang Gu thầm mở tiệc ăn mừng vì mình khi quyết định sáng suốt thấy hội sang bắt quàng làm họ. Hắn theo Ơn Do bước vào bên trong gặp ngay hai người đang đứng chờ sẵn. Một người trong đó nhanh chóng tiến đến chìa bàn tay ra trước mặt Kang Gu, nhẹ cúi chào giới thiệu mình là Park Hyun-hu, trưởng phòng nhân sự của hội hoa hồng đỏ. Vừa bắt tay người ta, ánh mắt của Kang Gu đã va phải một tên mặt sẹo cao to lực lưỡng tràn đầy nộ khí. Được giới thiệu là tổng chỉ huy Moon Dong Ho, gã đang dùng ánh mắt hình viên đạn nã thẳng vào Kang Gu, cái mặt nhăn như đít khỉ trông méo có cảm tình gì sất. Trái lại Hyun-hu vô cùng niềm nở tiếp đón hắn, kịch liệt chào đón anh ô Kang Gu gia nhập vào hội. Thế mà ông thần này lại cà khịa, nói thật đi mấy người không phải hội đa cấp đấy chứ, chọc Hyun-hu cười ha hả nói ông anh này vui tính ghê. Còn tự đề nghị đưa Kang Gu đi lấy trang bị nhưng đã bị hội trưởng nẫng tay trên, vì Hyun-hu còn bận hơn cả cô nữa. Vừa cúi đầu cảm ơn định lui đi, tên mặt sẹo lầm lì kia đột nhiên tỏ sẽ thay cậu ta đi cùng với hai người. Tự dưng hiếu khách thế đến Ơn Do cũng phải trả mắt hỏi lý do. Chỉ thấy Đông Hô khó ở lườm Kang Gu cháy mặt, gã muốn tự mình đánh giá xem tên ất ơ này có bản lĩnh gì. Kang Gu ngứa tai nhưng Ơn Do chẳng từ chối, bảo hai người sau này đằng nào cũng làm việc với nhau nên giờ quen biết luôn cũng được. Cả đám cùng vào thang máy rồi dừng ở tầng 15, Kang Gu lẽo đẽo theo sau Ơn Do, bên cạnh còn kè kè cái tên to con kia. Cô ta quét dấu vân tay để mở cửa kho vật phẩm đủ để khiến con mắt Kang Gu sáng lên. Luật cũng nhắc lại, muốn mượn vũ khí cấp cao nhất định phải đóng tiền cọc. Hai mắt hắn sáng rực như trẻ con nhìn đồ chơi, Kang Gu bỗng thắc mắc trang bị huyền thoại hay thần thoại không có ở đây sao? Ông bị ngáo à? Có thì bọn tôi dùng luôn chứ cất ở đây làm gì? Kang Gu liếc mắt qua hỏi tiếp, vậy vật phẩm VIP hơn cả hai cấp kia hội của cô có không? Vừa nghe tiếng cười khẩy của Ơn Do bảo có, Kang Gu đã hỏi ngay phải trả bao tiền. Nghe cái giá 50 triệu won đã giảm giá đập vào tai, Kang Gu quay vội đi tránh để người khác phát hiện mặt mình đã đơ. Đỗ nghèo khỉ như Kang Gu làm gì có nhiều tiền như vậy, chỉ biết âm thầm khóc thét tạm biệt mấy ẻm. Vừa đề nghị hội trưởng dẫn mình đi xem trang bị cấp cao, bước chân của Đông Hô bất chợt vang lên rầm rập làm cả hai khó hiểu quay lại nhòm thử. Chẳng hiểu ai chọc vào mà toàn thân Đông Hô bộc phát sát khí khủng khiếp. Đôi mắt long lên sòng sọc vô cùng đáng sợ, gã nghiến răng kèn kẹt yêu cầu hắn ăn nói chủ vị ngữ cho đàng hoàng. Mặt hắn chẳng biểu lộ gì hơn ngoài một chữ phiền, chọc Đông Hô sấn sổ bước tới dùng khuôn mặt nổi đầy gân xanh của mình hàm hè nhìn xuống, chắc định dùng dáng vẻ đáng sợ này hù Kang Gu. Cơ mà không bé ơi, hắn chỉ nhếch mép cười một cái đầy khinh bỉ, thách thức cái quần gì bố mày éo thích đấy thì sao nào? Thì lửa giận của Đông Hô càng lúc càng tăng cao, tay siết chặt chuôi kiếm bên hông, máu điên bắt đầu dồn lên đỉnh làm gã không thể kiềm chế được nữa. Đông Hô nhấc thanh kiếm lên định đập tan cái vẻ mặt sắc sỡ của Kang Gu.
Giây phút lưỡi kiếm chuẩn bị táng vô mặt hắn, một tiếng quát rúng động cả không gian vang lên, mái tóc đỏ quen thuộc đang hiện rõ trên lưỡi kiếm bóng loáng. Tay cô ta ghì chặt lấy thanh kiếm ta tổ trưởng của Đông Hô, giận run người hỏi cái thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ơn Do nổi khùng lên, ánh mắt trợn trừng như muốn nuốt chửng tên thuộc hạ, khiến gã run rẩy sợ hãi lúng búng mãi không nói ra được từ nào. Anh ta im càng chọc mẻ tóc đỏ điên hơn nữa, cô cao giọng nhắc nhở. Dù thanh niên này có là ai đi chăng nữa cũng đừng có xiếm mũi vào. Căng Gu im lặng nghe cô ta lên lớp tay sai, cũng chẳng buồn nói gì khi thanh kiếm của Đông Hô chất vội khỏi mặt mình. Sau khi sạc cho cấp dưới một trận tơi bời, Ơn Do chuyển hướng qua cảnh báo Căng Gu chớ ăn nói tùy tiện coi chừng Đông Hô đánh cho què giò. Hắn ngoảnh mặt đi mấy tiếng cho có mặc cô ta cảm giảm sau lưng mình. Cái hội trông như toàn mấy kẻ chập mạch này lại có độ trung thành cao chắc chắn không yếu đâu. Đông Hô quay lưng, nhưng Lỗ Nhĩ vừa va chạm vào chữ phú bà Ơn Do, khiến sự khó chịu bỗng nhen nhóm trở lại. Chuyện là Căng Gu ở phía kia đang cười nham nhở cầu xin mẹ đường không cần cho cái xe hơi nữa, chỉ cần má mì cho mượn trang bị đặc biệt là được rồi. Tưởng đâu sắp mượn được đồ ngon tới nơi, một cú đấm từ đâu bay tới cái ủình trên đầu Căng Gu. Khuôn mặt giận dữ của Đông Hô đột ngột hiện ra, gã nghiến răng trèo trẹo rít lên, mày vừa nói cái éo gì đấy? Thế mà Căng Gu cứ đứng được mặt ra làm máu chó bên trong Đông Hô bùng lên. Anh ta lao thân hình đồ sộ ầm ầm tới với khuôn mặt méo mó sợ sọ, điên cuồng vung thanh kiếm to tổ bố nện xuống đất một đòn cực mạnh. Ánh mắt Đông Hô hoang mang cực độ khi nhận ra tên lấc cấp Căng Gu vẫn đang nhởn đứng kia cười khẩy gã. Còn thanh kiếm nặng ngàn cân đã bị một tay Ơn Do chặn đứng, lúc này đang trợn trừng mắt nhìn chòng chọc vào Đông Hô, anh đã quên những gì tôi nói rồi sao? Có người bảo kê nên Căng Gu hí hửng nhếch mép cười khà khà, trong khi đó Đông Hô đang lúng búng không biết phân trần sao với sếp. Cô gạt phăng thanh kiếm của Đông Hô đi, làm anh ta mất đà khuỵu qua một bên. Căng Gu vẫn tiếp tục không nói lời nào khi thấy tên to con bị hội trưởng dạy dỗ. Khoái hơn nữa, khi Ơn Do có thể sẽ ra tay thật nếu thuộc hạ không vâng lời chứ không chỉ nói suông. Đông Hô nín thin khi nghe những lời lạnh tanh của hội trưởng, nếu anh gây chuyện thêm một lần nào nữa thì liệu mà cái chức tổng vụ chỉ huy chiến đấu của anh đi nghe chưa? Thấy đã dẹp yên được tên nóng máu, Ơn Do quay sang giải thích với vị khách của mình mong hắn đừng để bụng rồi trở lại câu chuyện trang bị lúc nãy. Tay nhấc thanh kiếm lên chuẩn bị rời đi, nhưng tai Đông Hô vẫn bám vào chi tiết Căng Gu đang vòi Ơn Do cho mình một bộ áo giáp vừa thoải mái vừa có chức năng cơ bản xịn sò. Lại xen vào làm Ơn Do ngạc nhiên nhìn mình, Đông Hô vừa bừng lên khí thế chỉ vào bộ áo giáp của mình với điều kiện đánh thắng gã mới có được. Mun Đông Hô bước đến với đôi bàn tay được năng lượng bao lấy, che Ơn Do dậm từng bước mạnh mẽ uỳnh uỳnh tiến tới chỗ Đông Hô, làm khứa này sợ té đái tay chân run cầm cập. Mắt không rời khỏi gã trong khi miệng cô gằn mấy chữ, sao tao bảo cút mà không cút. Đang chuẩn bị bón hành cho tên nhân viên không chịu nghe lời, một cánh tay đột nhiên giơ ra chặn ngang, làm cả Ơn Do cùng Đông Hô với tâm hồn bị tổn thương sâu sắc phải khựng lại. Thấy Căng Gu tự tin muốn tham gia vào trận đấu, Ơn Do lo lắng liếc qua với vẻ nghi hoặc. Đúng là Căng Gu rất có tiềm năng, tương lai có lẽ còn phát triển hơn cả mình nữa, nhưng Mun Đông Hô cũng không hề kém cạnh. Hiện tại cậu ta đang ở level 67, chiến thần cày chay bằng tất cả sự nỗ lực và đang chuẩn bị bước vào lần thức tỉnh thứ 7, ngang hàng với những người chơi top đầu bây giờ. Ơn Do cứ nghĩ Căng Gu có tài thật nhưng cũng chỉ là mầm non mới nhú, nên cô vội vã ngăn tên báo thủ không được khiêu khích Đông Hô. Khóe miệng Căng Gu nhếch lên đầy thích thú, cậu ta đã có lòng tôi ngu gì không lấy chứ. Đông Hô miệng gật gù đồng ý nhưng lại nhíu chặt mày, trong lòng âm thầm tính toán nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ hội. Nhìn hội trưởng lo lắng cho cái thằng cú bất cù bơ kia, Đông Hô vô cùng chướng tai gai mắt. Trong mắt Đông Hô, Ơn Do chính là vị cứu tinh của cuộc đời đã đổ mồ hôi cứu cậu ta khỏi cái chết. Từ giây phút đó, Ơn Do là người thầy mà Đông Hô thề nguyện trung thành cả đời, quan trọng hơn cả đó là người phụ nữ chiếm lấy con tim cậu ta. Vậy mà thằng chó đẻ kia dám bất kính với một người tuyệt vời như thế, nghĩ đến đó thôi sự phẫn uất trong lòng Đông Hô lại bùng lên như núi lửa phun trào. Một lát sau cả ba người tiến vào khu huấn luyện vô cùng rộng lớn của Hoa Hồng Đỏ. Ơn Do vẫn đang kịch liệt thì thầm phản đối, nhưng Căng Gu hoàn toàn không quan tâm bởi hắn đang bận vặn vẹo làm nóng người. Thấy tên này lì như châu, Ơn Do chán nản bỏ cuộc, nhún vai bảo hắn kiểu gì cũng hối hận cho xem, mình phải đứng xem rồi gọi cấp cứu cho tên ngốc này mới được. Trước khi bước vào trận đấu chính thức, Đông Hô hào sảng cho phép Căng Gu đi trước 3 giây, muốn đánh như nào cũng được. Nghe thế hắn chỉ cười nửa miệng, xua kèo tên đần kia học lòm từ mấy phim kiếm hiệp rẻ tiền rồi. Thấy Đông Hô vẫn đứng im như tượng, Căng Gu bực dần đều kêu gã đừng có làm bộ ngầu nữa, mau rút kiếm ra đi. Đông Hô vẫn giữ bộ dạng đầy nghĩa khí, bảo không muốn dùng hết sức để đánh một tên lính mới, làm Căng Gu chịu thua miệng luôn, nếu gã đã muốn thế hắn cũng chả việc gì phải từ chối nữa. Đột ngột cúi thấp người xuống dồn ma lực vào chân rồi lập tức kích hoạt tốc biến, Căng Gu lao vút đi trước mắt Ơn Do, nhẹ nhàng xoay người tương luôn một cước vào giữa bụng Đông Hô trong sự hoang mang hồ quỳnh hương. Ơn Do đứng ngoài trận đấu thấy gà chiến của mình văng ra xa cả chục mét, đang đau đớn giống lên nước miếng văng vãi tùm lum. Nơi Đông Hô đập người vào để lộ ra một màng tưởng vỡ tan tành. Cậu ta gục mặt xuống đất nôn ọe ra cả mớ mật xanh mật vàng thấy ghê, trong khi Căng Gu đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Che Ơn Do sửng sốt không thốt nên lời, nhìn Đông Hô đang nặng nhọc thở phì phò toàn thân run rẩy tay ôm bụng mãi không thôi. Nếu không nhờ có bộ giáp này thì mình đã tiêu đời rồi, gã ôm bụng liên tục ho khủ khụ. Bàn tay vô thức đưa ra sau rút kiếm ra nện mạnh xuống sàn mới có thể trụ vững. Căng Gu chỉ đợi có thế buông lời mỉa mai châm chọc, tưởng nhường tôi 3 giây đầu chữ. Chưa gì đã hối hận rồi sao? Đông Hô một tay vận khí chữa thương một tay giữ chặt lấy thanh kiếm, ngẩng cổ lên hỏi Căng Gu vừa giờ trò gì thế? Mạnh hơn là mạnh hơn thôi cần gì giờ trói nhỉ?
Đông Hồ vẫn một mực khẳng định Kangu vừa chơi hack, người chơi 2 tuần không thể mạnh tới mức này được. Đông Hồ cho rằng mình bị chơi xỏ, còn nhường nhịn 3 giây trả ra cái thể thống gì. Kangu che miệng cười khúc khích, không ngần ngại khịa Đông Hồ sao hay ra rẻ quá, tới khi bị đánh bại lại đổ thừa tại đối thủ chơi bẩn, anh đúng là chúa hề mà. Kangu giống lên cười như điên rồi lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh như tiền, gằn giọng nhấn mạnh từng từ. Chịu thua đi thằng thất bại. Đông Hồ trước giờ chưa bị ai sỉ nhục như vậy, vô cùng nhục nhã, mặt mày cau có nghiến răng nghiến lợi. Quay sang bên phải thấy ngay một bóng hình quen thuộc, sao có thể để nữ thần thấy dáng vẻ thất bại thảm hại này, phải quyết tâm giành lại thế thượng phong. Cậu ta nhanh chóng siết chặt thanh kiếm mạnh mẽ nhấc lên xoay một vòng, uy dũng chĩa kiếm lên trời tung ra tuyệt kỹ, Diệt Thiên kiếm tạo ra một cột năng lượng khổng lồ bắn thẳng lên cao. Chợt một tiếng cười khẽ vang lên, làm Đông Hồ cau có khi màn trình diễn của mình bị cắt ngang. Kangu phía đối diện đang cười híp cả mắt, cười nhạo cái tên Diệt Thiên kiếm đúng là quê mùa, chỉ có mấy tên não tàn mới nghĩ ra cái tên rẻ tiền như vậy thôi. Ánh mắt lóe lên tia quỷ quyệt đỏ như máu, Kangu giễu cợt hỏi anh nghĩ như vậy là ngầu thật à? Thái độ khinh khỉnh đáng ghét đó chọc Đông Hồ tức điên lên quay hàm bệnh ra, lập tức xoay người thủ thế tấn công giận dữ hét lên, nhất định phải giã chết tên khốn này mới hà rạ. Thấy hắn không hề có động thái muốn xin hàng, Đông Hồ vác kiếm lao tới như một con mãnh thú khổng lồ bay nhanh đến ăn tươi nuốt sống con mồi. Kangu lạnh lùng đánh giá gã, đúng là tổng chỉ huy của một trong năm hội lớn có khác, sức mạnh cũng kinh khủng đấy nhưng chưa đủ lực để đánh tay đôi với mình. Bàn tay hắn nhanh chóng triệu tập quyền năng bóng tối, mở ra một lỗ đen trên sàn nhà. Đúng lúc đó Đông Hồ đã đuổi tới, tay lăm lăm thanh kiếm chuẩn bị chém xuống phát một, đôi chân to khỏe chạy tới đâu là mặt sàn vỡ ra tới đó. Lỗ đen Kangu vừa triệu hồi đang lan rộng ra, chạm thẳng tới mũi giày của Đông Hồ, nhưng cậu ta hấp tấp quá nào nhận ra được. Ơn do bên lề cuộc chiến hốt hoảng hét toáng lên khi thấy lưỡi kiếm của cấp dưới sắp bổ đôi cái đầu của Kangu. Trong khi hắn đang vô cùng khoái trá răng bẫy khứa to xác, giây phút gã nhảy bổ lên cao Ơn do vội lao ra cản lại, mới phát hiện ra Kangu đã biến ra sau lưng Đông Hồ từ bao giờ. Toát mồ hôi hột khi thấy đối thủ bỗng nhiên biến mất ngay trước mắt mình, đang nhìn ngang ngó dọc một bàn tay ma chộp lên vai Đông Hồ, khiến gã cứng đờ cả người. A hi hi đồ ngốc, Kangu đã hoàn toàn áp chế được Đông Hồ, kích hoạt luôn quyền năng sóng nước khiến cả người gã đập bẹp vào bức tường trước mặt. Tổng chỉ huy vạn người kính trọng đang bê bết rơi xuống với đống gạch vụn, cuối cùng ngã cái ịch chính thức thành kẻ bại trận trong sự ngỡ ngàng tột độ của Ơn Do. Cô ta cảnh giác lướt ra sau bằng ánh mắt sắc bén nhìn Kangu đắc ý phủi bụi trên người, đã nói là mình mạnh vờ lờ rồi mà cứ không chịu tinh cơ. Ngay sau đó đội cứu hộ nhanh chóng có mặt để cấp cứu cho ông cháu Đông Hồ đang chẳng chịt vết thương. Ơn Do liên mồm nói xin lỗi hứa sẽ đuổi thẳng cổ Đông Hồ để răn đe, nhưng Kangu nào có quan tâm tới mấy lời đó, vì mọi sự chú ý của hắn đang đổ dồn vào con hàng mới này. Áo giáp Gargoy thuộc danh đặc biệt với chỉ số phòng thủ vật lý và ma thuật vô cùng ấn tượng, không chỉ vậy nó còn sở hữu một skill rất bá đạo, cho phép người chơi tăng gấp đôi phòng thủ vật lý trong vòng 10 giây, tuy nhiên chỉ dùng được một lần trên ngày. Đúng là hàng xịn có khác. Kangu cười không khép được miệng, lén lén liếc mắt ra sau thấy Ơn Do đang thở dài thườn thượt, chắc đang tiếc trang bị này lắm đây. Chỉ trách ông nhõi đang nằm trên cáng kia dám chơi lớn mang cả thứ này ra cược, hắn chỉ lấy đúng phần thưởng mình xứng đáng được nhận thôi. Cơ mà nghĩ cũng tội tên sim lỏ, Kangu thoải mái nói đỡ cho gã mấy câu, lần này bỏ qua đi nhưng nếu còn tái phạm hắn sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tinh thần cao thượng ấy khiến Ơn Do vô cùng cảm phục, hứa rằng kể từ hôm nay tất cả các hội viên Hoa Hồng Đỏ đều sẽ tôn trọng hắn. Kangu đồng ý qua loa, Do đang bận ngâm cứu con áo to tổ bố, hỏi Ơn Do có đèn pin thu nhỏ không? Chứ to như này mặc bằng niềm tin à? Cô ta liền chỉ về phía cái bục gần đó, lát nữa tôi sẽ là người luồn kim xe chỉ cho anh. Kangu ok luôn đặt đồ lên đó rồi vẫy tay say goodbye cắp đít đi về. Ơn Do cũng méo thèm tiễn chỉ nhắc hắn nhớ gửi số đo 3 vòng cho mình, cánh cửa đóng sập lại trước mặt cô ta mới thở hắt ra một hơi. Rốt cục tên này là thần thánh phương nào vậy chứ? Mới thức tỉnh được 2 tuần đã bón hành ngập mặt cho một tổng chỉ huy, cứ đà này Kangu sẽ sớm leo danh quốc tế luôn chứ không phải ở mỗi Hàn Quốc nữa. Hiện tại thế giới đang có top 8 thức tỉnh giả mạnh nhất, được gọi là các danh cờ ở đỉnh cao danh vọng. Tính tới giờ Hàn Quốc vẫn chưa có danh cờ nào hết, tới cả Baek Kang-hyun, top 1 server Hàn cũng chưa thể vươn tầm quốc tế, đến lượt Kangu liệu có thể không? Đang miên man suy nghĩ cánh cửa đột nhiên mở ra, trưởng phòng nhân sự Hân Hu vừa bước vào, đã lên mồm hỏi tin khai trừ Đông Hồ đã chuẩn chưa? Ơn Do chỉ lạnh lùng bảo ngày mai sẽ tổ chức một buổi họp để kỷ luật và đuổi anh ta đi, nhằm dằn mặt những người có địch ý với Kangu. Nghe thế Hân Hu buồn hưu tiếc cho một nhân tài, chỉ vì một phút bốc đồng mà ngàn năm bốc cức. Vẻ mặt ảo não của anh ta khiến Ơn Do phải nhắc nhở luôn, kẻ nào làm sai cũng đều bị phạt như nhau hết, càng làm chức cao lại càng phải trừng trị mạnh tay để làm gương cho mọi người. Hân Hu cúi đầu đồng ý sau đó nói có vài chuyện cần thông báo, khiến ánh mắt Ơn Do trở nên sắc lạnh. Một gián điệp của chính phủ đã thành công trà trộn vào tà giáo, nếu mọi chuyện thuận lợi việc chúng ta sớm nắm thóp chúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghe tới đó bàn tay Ơn Do trở nên bấn loạn, cô khó chịu ra mặt vò đầu bứt tóc yêu cầu thằng đệ nói chi tiết hơn. Quay về với Kangu, sau khi rời khỏi trụ sở Hoa Hồng Đỏ, phố đã lên đèn nhưng hắn không lên đồ đi cháy phố, mà đứng ở một góc đường check lại info của mình. Hiện tại Kangu đã là thức tỉnh giả giai đoạn 4, với chỉ số kỹ năng không đồng đều, ma lực tận 53 mà trí tuệ lại chỉ có 11, khác nào nói hắn không có đầu óc đâu. Kangu cẩn thận suy tính dù ma lực là thứ quan trọng nhất, nhưng không có nghĩa sức mạnh, khéo léo và tính tổ chức lại không giúp ích gì. Nếu có thể cường hóa cơ thể bằng các chỉ số, hắn có thể tránh tiêu hao quá nhiều ma lực.
Dù trí tuệ và thông thái cũng vô dụng với Kangu vì hắn không có pháp lực cơ mà nhìn điểm số chán méo chịu được. Quá buồn khi không thể tăng điểm vào chỉ số mình muốn. Kangu thở hắt ra một hơi. Nghe giang hồ đồn từ lần thức tỉnh thứ 2 trở đi, kỹ năng nào sử dụng nhiều sẽ được tăng chỉ số nhiều hơn. Vậy mà ma lực của hắn lại không hề thay đổi, trong khi những skill khác tăng ngẫu nhiên. Có khi nào do ma lực của mình quá bá không ta? Ma lực của Kangu cao hơn hẳn so với các chỉ số khác. Hắn còn làm được những thứ người chơi khác không làm được. Hơn nữa, chỉ số càng cao tăng điểm lại càng khó. Sau up level 30, Kangu nhận ra một chân lý. Hắn sẽ không thể tăng ma lực nữa vì nó đã quá cao rồi. May sao hắn đã vượt KPI nhờ con chó ba đầu. Dù hơi đáng tiếc vì không thể gia tăng ma lực, nhưng nếu cứ đi theo hướng này, lần thức tỉnh thứ 5 sẽ tới sớm thôi. Kangu uể oải vặn vẹo xương khớp, chợt nhớ tới lời hẹn với Tetsu và Sella. Mai lại là một ngày bận rộn đây. Ngày hôm sau, tại cổng đê phía đông Incheon, giữa dòng người tấp nập, ngược xuôi giọng nói bò giống của Tetsu vang lên. Cậu ta hớn hở vẫy tay hú hét khiến Kangu cùng Sella ngượng chín mặt đi tới. Vừa thấy idol, Tetsu đã tíu tít hỏi thăm cơ mà hắn đang vô cùng khó chịu. Tới khi cậu ta nói đã dẫn theo người chơi mới, cơ mặt hắn mới bắt đầu giãn ra. Tetsu hào hứng chỉ vào hai người đứng kế bên, bắt đầu giới thiệu từng người một rất chuyên nghiệp. Anh chàng đẹp trai lai láng này là Kim Si-hun, còn cô nhóc dễ thương này là Chai Eun-bi. Si-hun tủm tỉm cười rồi khẽ gật đầu chào, khiến Kangu phải công nhận cậu ta đúng là một mỹ nam. Còn Eun-bi ở giữa đang nổi khùng lên với Tetsu, vì tên to xác này dám gọi mình là nhóc, liền body Samsung anh ta trông như ông chủ U40. Làm Tetsu yếu đuổi tổn thương sâu sắc xong, cô trao ánh mắt sáng rỡ về hướng Kangu, nổ luôn một tràng liến thoáng khen khí chất của pa đúng là khác bọt, gặp anh vui lắm, thích lắm, ala bele. Sự nhiệt tình quá mức này làm người hướng nội như Kangu hú hồn liền, đang định chào lại cho phải phép thì bị một tiếng hét cắt ngang. Chị tóc hồng xinh xắn đáng yêu này là pháp sư chị thương phải không ta? Eun-bi phấn khích rủ Sella quay top top, làm cả đám đàn ông con trai còn lại cạn lời miệng luôn. Kangu toát mồ hôi hột khi thấy con nhóc này như Tetsu phiên bản nữ vậy, ngáo ngơ lẫn vô tri không kém gì nhau. Si-hun tiến tới chào hỏi hắn, giới thiệu sơ qua về bản thân là một chiến binh level 12, khéo léo flex, vừa thức tỉnh một đặc tính danh A cách đây không lâu. Cô nhóc hiếu động đang chụp ảnh kia là phù thủy danh B, ẩn dưới vẻ ngoài chu chơi đó là một sức mạnh vô cùng to lớn. Kangu nghe thế cười tít cả mắt, khá là chim ưng thanh niên lễ phép lại biết cách nói này. Cậu ta có đọc tâm chi thuật hay sao mà biết mình đang muốn nghe gì vậy trời? Trên hết là năng lực thức tỉnh danh A vô cùng ấn tượng, cùng vẻ đẹp khiến chị em rụng trứng. Kangu vui vẻ bắt tay với cậu ta, trong lòng thầm cảm thán tên này hoàn hảo như bước ra từ truyện tranh vậy. Tetsu từ xa thấy Kangu đang chuyên tâm check hàng từ đầu tới chân, liền vui vẻ hỏi hắn có thấy hài lòng với hai người này không. Nụ cười hài lòng đã xuất hiện trên mặt Kangu, quả thực nhìn bọn họ không có sự danh mãnh như bọn khốn Andros, ai đời chuẩn bị đánh quái tới nơi còn đứng kia chụp chọe ầm ĩ chứ. Tetsu hí hửng ba hoa trích chọe nói mình có con mắt tinh tường, làm Kangu phải nhắc lại chuyện cậu ta suýt chết vì bị đồng đội phản bội, rồi là có mắt nhìn người dữ chưa. Tetsu ngại ngùng quay đi chỗ khác rồi bày ra dáng vẻ vô cùng cute, mặt dày bảo đó chính là duyên phận muốn chúng ta tới với nhau đó anh dày à. Ánh mắt long lanh nhìn vào gương mặt không cảm xúc của Kangu, Tetsu sượng chân chỉ về phía đám người đang cắm mặt quay top top kia, hỏi nhóm như thế này đã đủ mạnh chưa? Kangu vuốt cằm gật gù đội hình này cũng ok là đấy, một người đỡ đòn, một chiến binh tấn công trực diện cùng một phù thủy tấn công tầm xa, lại thêm một pháp sư trị thương và búp sức mạnh. Chưa kể tới trong nhóm có tới hai người thức tỉnh cấp A, những người còn lại cũng đang ở danh B, đội này dùng để farm người chứ farm quái nỗi gì. Đội hình trong này làm Kangu vô cùng hưng phấn, tuyên bố hôm nay sẽ cùng đồng hành với anh em để có thể chỉ ra những thiếu sót giúp mọi người tìm ra cách khắc phục. Nghe thế Tetsu giống lên đầy hạnh phúc vui quá xá là vui, khiến Kangu muốn rút lại lời nói vừa rồi ngay và luôn. Lạnh giọng nhắc nhở hắn sẽ chỉ tham gia nếu có tình huống nguy hiểm xảy ra, nên mọi người phải cố gắng hết sức đừng có lơ là chủ quan. Bởi Kangu không muốn gánh họ quá sớm để tránh gây ra sự ỷ lại, muốn mạnh lên nhanh chóng không còn cách nào ngoài việc trực tiếp chiến đấu. Bốn người bừng bừng khí thế tiến về phía cánh cổng truyền tống, sẵn sàng cho Kangu thấy sự lợi hại của mình. Cổng đây lần này là một khu rừng nơi bọn óc trú ngụ, vừa đánh hơi thấy người chơi tiến vào chúng đã điên cuồng hú lên, thân hình ục vịt cầm vũ khí ầm ầm chạy tới văng nước dãi tùng lum. Trời ơi con người nè, có điều chúng nó chưa làm ăn được gì đã bị Tetsu dùng khiên chặn đứng, làm cả đám mất đà đâm sầm vào nhau rồi ngã chồng vó xuống đất. Tetsu đắc ý cười khà khà buông lời thách thức trước đám móc ngu ngốc toàn thân run rẩy chảy sức như bị xe tải cán qua. Chúng đang lồm cồm bò dậy định chạy trốn, đã bị Eun-bi tung ra một tia sét khủng khiếp đánh lòi chĩ cả đám. Dù đang tập trung nướng thịt nhưng Eun-bi vẫn phát hiện ra kẻ địch phía sau, lập tức cảnh báo cho Tetsu biết có năm chú bé đần đang lao tới, để ông anh to xác kịp thời lao lên ứng cứu. Nện mạnh tấm khiên xuống đất, Tetsu gầm lên một tiếng thu hút sự chú ý của kẻ địch, tấm khiên đột nhiên phát sáng chói mắt, lũ óc như mấy con thiêu thân lao thẳng vào chỗ chết. Căng thẳng siết chặt khiên chuẩn bị cho một cú va chạm căng cực. Đúng lúc đó, Sella từ phía sau tung ra skill phước lành ánh sáng, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bao trùm lên cơ thể Tetsu. Chỉ vài giây sau cơ bắp đã được búp lên gần guốc cuồn cuộn, làm độ tự tin của Tetsu tăng lên bội phần sung sướng cảm ơn chị dâu. Sella không rảnh rỗi đùa cợt với cậu ta, mà bận rộn sử dụng skill cung thủ của mình để bắn hạ đối thủ. Mũi tên xé gió lao thẳng về phía mấy con óc ghẻ. Tetsu sau khi được búp cũng đã tận dụng tối đa sức mạnh, nhanh chóng đẩy lùi cả đám óc trong nháy mắt, sự đắc thắng lộ rõ trên khuôn mặt của 40 của cậu ta.
mạnh mẽ hất khiên một cái cả đám ốc bị đánh bay ra xa. Chúng chưa hiểu gì đã thấy một luồng sát đột ngột xuất hiện giữa vòng vây khiến chúng ré lên đầy đau đớn. Hai con ốc ngồi bệt dưới đất ôm lấy con mắt đầy máu của mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn át chủ bài Sihun đã chính thức xuất kích, tay liên tục vung ra những đường kiếm nhanh như cắt, thân thể lắt léo luồn lách trong đám quái hôi hám, lưỡi gươm lia tới đâu là một con ốc hẻo luôn tới đó. Chưa đầy một phút đã nhẹ nhàng giải quyết xong. Sihun còn không đổ lấy một giọt mồ hôi, ánh mắt liếc ra sau thấy Tesu đang đi tới, không ngớt lời khen ngợi khả năng kiếm đạo tuyệt vời của cậu. Sihun ngại ngùng gãi đầu bảo tập chơi chơi thôi ấy mà, nhưng nhìn đống thi thể được cắt khúc gọn gàng, Tesu thừa hiểu anh chàng này chỉ đang khiêm tốn thôi. Sau khi mọi người đã hội quân đầy đủ, Tesu nhìn lên khứa leader đang vắt vẻo trên cây, háo hức chờ đợi hắn khen cả đám làm tốt lắm. Vậy mà Kangu cứ im lặng như tờ khiến mấy ông cháu ở dưới hoang mang dữ dội, để tránh mất thêm nhiều thời gian hắn liền nhảy bổ xuống để nói vài thứ cho mọi người cải thiện. À không, phải là hàng đống thứ ấy chứ. Ánh mắt Kangu lạnh đi mấy phần, làm cả đám nghệt mặt ra nghe hắn phân tích ưu nhược điểm của từng người. Kẻ đầu tiên lên sàn là Tesu ngốc, cậu ta có giác quan nhạy bén biết đánh lạc hướng quái vật. Vấn đề của cậu ta là quá ỷ lại vào sức mạnh dẫn tới việc lãng phí quá nhiều sức lực. Chưa quan sát kỹ tình hình đã nhảy lên tiền tuyến, lỡ con boss xông ra thông đít từ phía sau thì sao? Là một người đỡ đòn cậu chỉ cần chịu đòn và ngăn cản của chúng là đủ rồi. Người tiếp theo là Sela, nghe Kangu gọi tên mình cô giật mình thon thót, nín thở nghe đánh giá hơi lo lắng về màn thể hiện của mình. Kangu khen ngợi việc Sela đã có phán đoán chuẩn khi bút sức mạnh của Tesu lên, nhưng chê việc cô dùng mũi tên ánh sáng để tấn công bởi kẻ địch luôn chú ý tới người trị thương. Nếu cô cũng tấn công thì Tesu sẽ không thể đánh lạc hướng quái được, dễ dẫn tới cả đám cùng chết queo. Sela cụp mắt xuống buồn bã nói xin lỗi, khiến Kangu hú hồn an ủi em đừng khóc, từ từ chỉnh sửa là ok ngay rồi chuyển sang nhận xét Eunbi. Em không cần thiết phải tấn công những con quái đã bị thương bằng thần chú quyền lực với hỏa lực lớn như vậy. Vì quá tập trung vào chúng, Eunbi đã không phát hiện ra 5 con ốc sau lưng. Cô nhóc có thể dễ dàng hạ chúng với một cú ma thuật hệ lôi nên phải tiết kiệm sức lực của mình nhiều hơn. Đừng quên Sihun mới là người tấn công chính, nhiệm vụ của em là hỗ trợ cậu ấy. Eunbi chăm chú nuốt từng lời Kangu nói, quyết tâm sẽ sửa đổi vào lần sau. Cuối cùng là Sihun đang vô cùng lo lắng chăm chú nhìn vào Kangu, chỉ thấy mặt hắn thộn ra không nói lời nào. Lẳng lặng đi tới vỗ vai Sihun khen ngợi, chú em làm tốt lắm, méo có chỗ nào chê được luôn. Kangu hoàn toàn bất ngờ trước khả năng của ông cháu này, dù không có kinh nghiệm chiến đấu 10.000 năm như mình mà vẫn đánh đấm ngon ơ, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nghe vậy mấy khứa đồng đội không ngừng cảm thán, đồng thời xin vía giỏi giang để lần sau không bị combat nữa. Kangu cho rằng Sihun chính là một viên ngọc thô, nếu được mài giũa đúng cách sẽ còn tỏa sáng hơn bây giờ nhiều. Góp ý xong xuôi đã tới lúc xem mọi người áp dụng chúng như thế nào, Kangu đề nghị cả đám tiếp tục tiến vào sâu trong rừng. Toàn bộ đều làm theo đúng như những gì hắn nói, Tesu không còn bốc đồng xông lên tấn công nữa mà ngoan ngoãn làm khiên chắn cho đồng đội. Eunbi dùng tia sét của mình làm choáng đối thủ từ xa, trong khi Sela dùng pháp thuật của mình để búp cho cả đám. Việc tấn công còn lại một mình Sihun cân tất, chỉ thấy tia sét chớp giật cùng đường kiếm tung ra đã áp đảo toàn bộ đám ốc trong vài phút ngắn ngủi. Sự tiến bộ trông thấy này làm Kangu tạm hài lòng, cứ tiếp tục như thế này có lẽ họ sẽ lên được cổng C trong vòng một tháng. Khiên sắt của Tesu nặng nề nện xuống đất hứng chí hỏi, người anh em thấy bọn tôi kết hợp thế nào? Kangu nhún vai nhả ra ba từ cũng tạm được, không nên khen họ sớm quá kẻo lại chủ quan không thèm cố gắng thì bỏ miệng. Bỗng nhiên có tiếng động từ đâu lao tới khiến Kangu phải đảo mắt nhìn, bước chân rung chuyển đất trời thế này chắc chắn không phải của bọn ốc. Rồi mắt hắn đột ngột trợn tròn lên đầy bất ngờ khi nhận ra một con quái vật lông trắng muốt hệt như mèo thành tinh đang lao thẳng về phía này. Nó vừa chạy vừa gào rú một cách cuồng loạn với đôi mắt đỏ khát máu sẵn sàng xé nát đối thủ. Con này không phải mèo thành tinh mà là ma sói, nó ngắm thấy Tesu to béo nhiều thịt bèn cứ nhè hướng đó phi tới như điên, trong khi đó cậu ta vì quá bất ngờ nên cứ đứng đực mặt ra. Tới khi định thần lại đã thấy ma sói bổ nhào về phía mình, gầm lên mấy tiếng thị uy sức mạnh, Tesu không chạy kịp đành phải giữ chắc chiếc khiên trong tay để chuẩn bị né đòn. Kangu đứng trên cây máu nóng dồn lên não, thế éo nào đám ma thú dưới địa ngục lại lũ lượt kéo nhau lên đây đi phật thế này. Vừa kích hoạt lưỡi kiếm ở tay định xuống nã cho nó một trận, đã nghe thấy một tiếng giống lên thảm thiết phía dưới. Sihun phản ứng nhanh lẹ đã lao lên ứng cứu kịp thời, chém cho ma sói một nhát đau đớn cản được đòn tấn công của nó, không quên nhắc đồng đội mau tránh xa. Vì ma sói bị thương nên đã mất đà ngã thẳng về nơi mọi người đang đứng, còn Sihun đã kịp nhảy cóc về sau để không bị cuốn theo. Nhân lúc con quái tông giảm vào gốc cây, bàn tay siết chặt chuôi kiếm bùng lên nguồn năng lượng mạnh mẽ, Sihun nhảy phóc một cái đã để lại một nhát cắt ngang bụng nó trong nháy mắt. Tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu chơi nhiều nên từ điểm mù bị con quái hất một phát ngã lăn lông lốc. Nó chớp thời cơ nhảy bổ về phía Sihun chuẩn bị dí cái miệng hôi thối xuống sát mặt. Sihun mất đà chẳng làm được gì ngoài giơ thanh kiếm lên ngang mặt và chửi đậu xanh rau má. Kangu xuất hiện ngược lại như một vị thần với sức mạnh ngàn cân, nghiến răng nghiến lợi tung ra một cú đấm long trời lở đất, cứu Sihun thoát chết trong gang tấc khiến cụ cậu vô cùng bàng hoàng. Kangu đã hạ đo ván con sói nằm xẹp lép như con tép dưới đất. Hệ thống nhảy ra báo nhờ đánh bại thêm một vết nứt cấp D hắn lại được tăng một cấp. Nhưng Kangu phớt lời chúng mà quay sang bên kia dìu Sihun đứng dậy, nhưng do cơ bắp quá to nên mít tưởng ổng đang kẹp cổ cậu ta ấy chứ. Lúc ấy mấy người còn lại mới hớt hải chạy tới, Tesu hoàn toàn choáng ngợp trước sức mạnh khủng khiếp của Kangu. Hai người nữ còn lại đang rất lo lắng cho Sihun đang ho khủ khụ dưới đất.
Tetsu vội vàng đỡ ân nhân cứu mạng ngồi dậy cho Sela trị thương, trêu chọc Si-hun mấy câu giúp cậu ta thấy khá hơn. Trong khi đó, Kang-gu nhìn Si-hun với đôi mắt suy tư, tên này vậy mà còn đánh tay đôi với ma thú được nữa, dù thức tỉnh cấp A vào lần 2 thì thế này cũng là mạnh bất bình thường. Thế này còn hơn cả thiên tài ấy chứ, bây giờ Kang-gu mới hiểu được cảm giác của tên khốn Mun Dong Ho. Bên kia Si-hun vừa được trị thương xong, đã bị khứa Tetsu ngốc nghếch nhấc bổng lên trông đến là tội. May sao Kang-gu đã kịp thời tiến lên đỡ lấy Si-hun, khiến ông cháu cảm kích ra mặt. Cơ mà Kang-gu cũng có mục đích riêng khi làm như vậy, bàn tay đặt lên vai Si-hun lén lút kích hoạt quyền năng thăm dò, đồng thời sử dụng sức mạnh của người thống trị ma lực danh A để che giấu đi ma lực của mình, rồi quét một lượt từ trên xuống dưới người Si-hun. Mọi người đừng nghĩ Kang-gu biến thái định trách hàng trai tơ nha, hắn chỉ muốn trách thử ông em này có sức mạnh ẩn nào không thôi. Với skill mới Kang-gu còn thấy cả bảng thông tin của Si-hun, ái chà chà được của nó đấy. Nham hiểm cười tích cả mắt để xem chú em mạnh tới đâu nào, nhưng bỗng nhiên mặt hắn cứng đơ lại. Vãi hò, cái quần đùi gì thế này bà con ơi? Mới đọc dòng đầu tiên đã thấy chấn động ngang, Si-hun thức tỉnh lần một với danh hiệu hậu duệ của võ thánh danh SSS. Cậu ta đã được chọn bởi một linh hồn võ thánh kiệt xuất cùng sứ mệnh của một người hùng giải cứu thế giới. Kang-gu toát hồ hôi hột nhìn sang Si-hun, chẳng lẽ cái tên mặt búng ra sữa này mới thật sự là nhân vật chính à? Mau đội mũ bảo hiểm cùng mít để tránh tác giả của gắt đổi nam chính nào cả nhà ơi. Kang-gu bình tĩnh đọc lại thông tin thêm lần nữa, Si-hun được bảo kê bởi chiến thần chân te hoang nên kiếm thuật của cậu ta mới vượt trội như vậy ư? Kang-gu lo lắng liếc Si-hun thêm cái nữa, đậu mé, chẳng lẽ mình xuất hiện từ đầu tới giờ là để làm nền cho tên nhóc này xuất hiện hoành tá chàng à? Trong tương lai cậu ta có thể trở thành mối đe dọa lớn, nhưng hắn không thể bỏ lỡ một viên ngọc quý như vậy được. Kang-gu muốn có một mối quan hệ tốt với Si-hun bằng cách hỗ trợ cậu ta hết mình như Che Eun Jo đã làm. Tuy nhiên cậu ta cũng có thể trở mặt bất cứ lúc nào, biết đâu một ngày nào đó lại bị chĩa kiếm vào mình thì sao? Không thể đặt toàn bộ niềm tin vào mối quan hệ này được. Dù hiện tại nhìn Si-hun cũng khá tín, thậm chí còn hy sinh bản thân để cứu Tetsu, tích cực mà nói chú em này cũng khá ok la đấy chứ. Hơn nữa, với cái vẻ mặt đẹp trai vô hại còn đang định thử massage bằng sóng điện kia, Kang-gu không nghĩ cậu ta sẽ qua mặt mình một cách dễ dàng. Chỉ có tác giả mới biết được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Bỗng dưng ánh mắt Kang-gu lóe lên một tia lạnh lẽo, nụ cười mất dần nhân tính quen thuộc khẽ nhếch lên khi hắn chìm dần vào suy nghĩ cá nhân. Oppa, Kang-gu bị thương hả? Thấy khóe miệng hắn giật lên giật xuống như giật kinh phong, Seola tốt bụng hỏi han khiến dòng suy nghĩ bị gián đoạn mất tiêu. Mấy người còn lại đang thử cảm giác mạnh với trò massage của nhóc Eunbi, nhìn mặt Tetsu là đủ hiểu ông anh này đang thỏa mãn như nào rồi đấy. Kang-gu đánh lạc hướng Seola bằng cách nói mình đang bận suy nghĩ về con ma sói, đang phân vân không biết thịt con này có mềm như thịt lợn hay không. Hỏi qua tình hình sức khỏe của Si-hun, nét nghi ngờ trên mặt cô nàng mới biến đi, bảo cậu ta đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần tránh hoạt động mạnh thì sẽ phục hồi nhanh thôi, nhưng cứ dính lấy cha nội Tetsu thế kia thì chưa chắc đâu nha. Kang-gu tiến tới chỗ Si-hun hỏi thăm thêm lần nữa, nghe cậu ta nói đã khỏe hơn nhiều mới yên tâm, nhưng nét mặt lại có chút gì đó hơi kỳ quái. Không hề quan tâm tới điều đó vì ánh mắt Si-hun đang long lanh lóng lánh, cảm ơn ơn cứu mạng của Kang-gu, dù đã nghe Tetsu nhắc nhiều về hắn nhưng đây là lần đầu cậu được mở mang tầm mắt như vậy. Đương nhiên rồi, Tetsu bên cạnh gầm lên ánh mắt sáng bừng như chó gặp chủ, hết lời tâng bốc Kang-gu lên tận trời cao khiến Si-hun càng thêm phần ngưỡng mộ. Thấy thế Eunbi cũng hạn hán lời luôn, nhìn bộ dạng mất hết liêm sỉ của Tetsu làm cô bé chỉ biết bó tay chấm com. Khen xong Kang-gu lại đến Si-hun, nhân tiện thắc mắc tại sao Si-hun không gia nhập các công hội lớn, nghe nói hội Mia cũng đang tuyển thành viên mới đó. Chẳng hiểu sao nghe tới cái tên đó thôi người Si-hun đã run lên, vội vã quay lại chặn họng Tetsu ngốc rằng cậu thích tự do tự tại như bây giờ hơn, nên mong anh bạn đừng nhắc gì tới vấn đề này nữa nhé. Nghe thế Tetsu chột dạ thộn mặt ra nhưng vẫn cố chấp hỏi thêm câu nữa, giữa cậu với hội Mia có xung đột gì sao? Si-hun kiềm chế lắm mới không rút kiếm chém cho tên ngốc này một nhát. Tetsu nhận ra mình hơi ngáo rồi liền biết thân biết phận cúi đầu xin lỗi rối rít. Làm Si-hun vô cùng khó xử cười trừ bảo do mình nhạy cảm quá thôi. Lúc này cơn nóng giận cũng đã nguôi đi phần nào. Để tránh phát sinh thêm những vấn đề không đáng có, Kang-gu giải tán cả đám ai về nhà nấy, đặc biệt dặn dò Si-hun về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Mặc kệ ông thần nằng nặc đi giết quái tiếp, Kang-gu bảo nghỉ khỏe đi, mai tự đi phiêu lưu rừng rậm. Mai tôi không đi đâu, Tetsu khỏi hỏi. Hắn thẳng thừng từ chối làm cậu ta buồn hiu, mặt mũi chẳng giống nào cất công mà mãi không gặp được Cruz. Cả đám theo chân hắn rời khỏi cánh cổng. Ra ngoài rồi, Kang-gu vừa bấm điện thoại vừa bảo Seola về nhà trước vì hắn còn có việc phải giải quyết. Cuộc gọi nhỡ này hẳn tới từ kẻ đó rồi nên Kang-gu cần phải đi ngay. Trước khi rời đi, Kang-gu còn dặn hôm nay mình không kịp về ăn cơm, làm khuôn mặt cô gái lộ vẻ thất vọng. Nhưng cô không than lấy một câu, còn bảo lát muộn thế nào tôi cũng sẽ hâm lại đồ ăn cho anh. Nghe vậy Kang-gu sướng rơn người, còn gì tuyệt hơn khi luôn có một người luôn chờ mình về chứ. Dù rất muốn được ăn tối cùng em như mọi khi nhưng hôm nay thì không được rồi. Đợi bóng Seola khuất dần sau dòng người, Kang-gu liền nở một nụ cười khảo, trò vui của hắn bây giờ mới bắt đầu này. Kang-gu đi đến bến xe buýt nơi Si-hun đang chăm chú lướt điện thoại, đầu suy nghĩ mông lung về công hội Mia thì bị một giọng nói cắt ngang. Kang-gu bảo đang có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, nên muốn tới chỗ nào đó riêng tư hơn để tâm sự cho dễ. Si-hun cũng không nghi ngờ gì mà đồng ý luôn, bỏ cả chuyến xe buýt đợi muốn dụng háng vừa tới bến để đi với Kang-gu. Hai người cứ đi mãi tới khi vào một ngõ nhỏ tối om, Si-hun mới thắc mắc không biết ông anh này muốn nói chuyện gì.
Đúng lúc đó, Kangu quay phát lại thụ cho Sihun một đấm đau điếng. Cậu ta vô cùng bàng hoàng trợn trừng mắt lên, lại bị hắn hất tay một cái đã ngã lăn quay ra đất. Sihun lồm cồm bò dậy không hiểu khứa này lên cơn gì, lúc chiều còn anh em ngọt sớt sao tối lại lạnh lẽo vô tình như vậy. Không để Sihun có cơ hội phản kháng, Kangu dùng đầu gối nện thẳng vào giữa ngực cậu ta, ngang ngược nói chỉ muốn đảm bảo chút thôi. Vì biết tương lai của Sihun vô cùng rộng mở, chắc chắn sẽ trở thành một thức tỉnh giả đẳng cấp, có thể sẽ cưỡng luôn vai nam chính của hắn, nên quyết định đánh phủ đầu trước. Nhân vật phụ mà sở hữu rank SSS nguy hiểm quá, nên tôi muốn xây dựng quan hệ với cậu chút ấy mà. Không có ai muốn tạo mối quan hệ mà đè đầu cưỡi cổ người ta như vậy đâu hai ơi là hai. Kangu nhếch mép cười nham nhở dí sát mặt xuống nhấn mạnh từng từ, tôi chỉ muốn trở thành đồng minh thực thụ của cậu thôi. Dáng vẻ điên loạn của hắn dọa Sihun sợ té đái, có gì từ từ nói ai lại kết đồng minh bằng cách này chứ bro. Bàn tay tràn đầy ma pháp của Kangu đột ngột xuyên qua lớp áo, chọc thẳng vào trong ngực Sihun khiến cậu ta ré lên đầy đau đớn, đôi mắt trắng dã như đang lên đồng, trong khi Kangu miệt mài khuấy đảo lồng ngực của cậu. Tới khi chạm tới trái tim của Sihun, hắn liền kích hoạt quyền năng phụ thuộc thâu tóm toàn bộ con tim chàng trai xấu số. Cả người Sihun run lên bần bật, liên mồm xin tha nhưng bất thành, chỉ cảm giác bên trong đang có những thay đổi lạ. Kangu dùng tông giọng lạnh lẽo hơn cả âm chỉ địa phủ mà nói, Sihun sẽ quên hết những gì diễn ra tại đây, khi tỉnh lại cuộc đời cậu ta vẫn sẽ diễn ra như bình thường, đi săn quái và trở nên mạnh mẽ hơn như trước đây. Kangu liên tục thì thầm bên tai cậu ta như đang thao túng tâm lý, nhất định phải lập đội với Tetsu và Sella để trở thành đội mạnh hơn tất cả. Bằng quyền năng vừa rồi, Sihun cũng có thể sử dụng một phần sức mạnh của Kangu, vì giờ cậu ta đã trở thành tinh linh thân cận của hắn rồi. Quý lắm mới chia sẻ cho dùng đấy nhé. Sihun nằm sụi lơ dưới đất thở hổn hển sau khi Kangu rút tay ra khỏi lồng ngực, trên người cậu lại sạch đẹp như mới không hề có vết thương hay lỗ thủng nào cả. Chỉ có Kangu với đôi mắt đỏ rực nét quỷ quyệt đang nở một nụ cười ma quái, chúng ta tuy hai mà một, nhất định sẽ trở thành anh em xương máu thôi. Một lát sau, Sihun kinh hoàng trợn ngược mắt lên, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt cậu, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại nằm sõng xoài trong con hẻm tối tăm này. Đặt tay lên ngực để trấn tĩnh lại, nhìn quanh nhìn quất tự hỏi đây là đâu, tôi là ai, rõ ràng là đang chờ xe buýt mà nhỉ. Bây giờ là 8 giờ tối, Sihun nhớ như in khoảng một tiếng trước vẫn đang ở trạm xe mà. Còn chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không nhớ gì cả. Càng nghĩ lại càng đau đầu khiến Sihun tin chắc đây là dư chấn để lại do đòn tấn công của ma sói lúc chiều. Tự trách bản thân yếu đuối, Sihun nghiến răng kèn kẹt rồi bực bội tự gắng ngượng ngồi dậy, hứa với lòng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt của đám người thuộc công hội Mia, nhất là tên khốn phó hội trưởng Kim Ye ông Ho On. Bàn tay cậu ta siết chặt lại nện cái rầm vào tường, khuôn mặt tràn ngập sự phẫn uất cực độ, thề phải kề kiếm vào cổ của mấy tên khốn đó cậu mới có thể ăn ngon ngủ yên được. Trong khi Sihun lảo đảo chống tay vào tường nặng nề lê từng bước chân, hệ thống thông báo nô dịch linh hồn đã thành công, Kim Sihun đã chính thức trở thành thuộc hạ của Kangu. Ép người ta như thế nhưng Kangu lại đưa tay từ chối khi hệ thống hỏi hắn có muốn ra lệnh không. Khóe miệng nhếch lên đầy xảo trá, giờ Kangu chỉ cần ngồi rung đùi đợi Sihun mạnh lên thôi. Hiện tại Kangu chưa muốn ra lệnh gì cho tên nhóc đẹp mã kia, bởi phải chờ Sihun mạnh lên mới được việc. Dự tính với đà này, sau khi năng lực được cường hóa, sức mạnh của Sihun cũng phải 1-9-1 với ba lắc cho coi. Sự phát triển của cậu ta rất quan trọng với Kangu, vì hắn còn phải đấu với đám tà ma ngoại đạo, trong khi ma lực vẫn đang bị phong ấn. Bọn chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên Sihun à, anh đây sẽ giúp cậu hết nấc, nên hãy luyện tập chăm chỉ và mạnh lên nha. Ánh mắt Kangu sáng rực lên ngọn lửa tham vọng, trông chả khác éo gì một tên biến thái đang trầu trực con mồi. Đúng lúc ấy, điện thoại hắn báo tên Choreok Hyun của Andrus đang gọi đến lại đúng lúc quá cơ. Vừa nghe tiếng Kangu alo, Jeok Hyun gấp gáp báo ngay mình vừa phát hiện ra dấu vết của ma lực. Nhưng hình như cái tôi phát hiện được không phải do con người tạo ra mà là do đám quái vật ấy. Nghe thế, trong đầu Kangu liền nhảy số tới bọn ác quỷ, lạnh giọng bảo gã Mono địa chỉ. Vừa nghe đến cổng danh B ở Uijeongbu, Kangu liền điểm lại thứ tự. Sau chó địa ngục và ma sói giờ lại có một con khác, tất cả đều được gọi chung với cái tên mảnh vỡ Khenet. Chó địa ngục xuất hiện trong cổng danh C, ma sói yếu hơn lại xuất hiện tại cổng danh D. Thế nếu con lần này xuất hiện tận cổng B chắc chắn phải thứ dữ. Kangu liếm môi đầy thích thú, như một thợ săn tìm thấy con mồi ưa thích, không biết lần này nó sẽ giúp mình tăng lên bao nhiêu cấp nhỉ. Dựa vào thông số trên bảng hệ thống, hắn đoán lần thức tỉnh thứ 5 lại tới sớm hơn so với dự kiến rồi. Sáng hôm sau, Kangu đã bắt chuyến tàu sớm nhất tới ga Uijeongbu, sau khi chen chúc trên tàu một hồi lâu cuối cùng cũng tới nơi. Nóng nực toát hết cả mồ hôi mông, làm hắn muốn mua xe càng sớm càng tốt, song vụ này nhất định phải đòi mẹ đường ơn do sắm cho một em mới được. Sau khi ra khỏi tàu, Kangu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người chơi. Bọn họ phải trở về vì không được vào cổng nhưng chỉ biết là do quái vật đột biến xuất hiện. Tại cánh cổng danh B, tình hình đang hết sức hỗn loạn, người thức tỉnh từ khắp nơi đổ về đều không được phép vào bên trong. Quá bất bình trước sự việc này, một tên tóc vàng đứng ra đòi một lời giải thích, chỉ nói do có quái biến dị ai mà chịu đi về dễ dàng được. Đúng lúc đó có một thông báo được gửi tới qua loa phát thanh, nói rằng quái vật trong cổng là loài đột biến, hiện chưa thể nhận diện được nhưng đã có tới 10 người thiệt mạng. Vì sự an toàn của những người chơi còn lại, chính phủ sẽ đóng cổng tới khi có đủ thông tin. Số người chết nhiều như vậy khiến đám đông bắt đầu lao xao về việc bỏ về. Kangu chắc mẩm quái vật đột biến kia thản là một ma thú đang quẩy Vina hay trong hầm ngục rồi. Đã làm tới mức này chắc nó phải mạnh lắm đây, không biết nó là loài gì ta. Đám phóng viên yêu cầu lính gác giải thích thêm, cứ im im không nói gì thế này khiến người dân vô cùng lo lắng.
Khổ thân anh cảnh vệ đã bảo không biết rồi mà cứ bị hỏi, phóng viên liên tục dắt anh ta đi xa lắc, sau cùng cũng chịu xì ra con quái này nhìn giống sư tử, vì trước đây chưa từng gặp loại nào giống vậy nên cần nhiều thời gian để phân tích cho ra ngô ra khoai. Nghe thế Kang Gu chợt nhận ra đây đích thị là bua rồi. Nó chính là một trong những kẻ săn mồi mạnh nhất ở tầng thứ 2 của địa ngục, nhìn giống sư tử và có 5 chân như miêu tả của ông anh kia. Nó còn có một đặc điểm khác bọt so với các ma thú khác là chỉ ăn 5 con mồi mỗi ngày bất kể kích thước lớn nhỏ ra sao. Bua sẽ no bụng và không tấn công trước nữa nếu không bị kẻ khác đe dọa. Nhớ tới cảnh ngày xưa đám bua xuống tầng thứ nhất để tìm đồ ăn, Kang Gu đột nhiên buồn nôn tới xanh cả mặt. Theo lời nói vừa phát trên loa, 10 người chơi đã bị giết, tức là con bua đã xuất hiện bên trong được 2 ngày rồi. Kang Gu nhếch mép cười kha kha, cuộc đi săn hôm nay dễ quá rồi, chỉ cần ném cho nó 5 con quái, đợi khi no rồi thì xiên chết nó thôi. Đám đông thức tỉnh giả đã bắt đầu ra về, với những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch. Kang Gu nhấc máy điểm nhiên alo ngay cho bà chị Ơn Do xin trợ giúp, khiến cô ả đang workout 150 cân lòi chỉ còn phải nghe máy. Nghe đồn Ơn Do thân với mấy người cấp cao lắm, Kang Gu nhờ vả chỉ cần cô đánh tiếng để hắn có thể xâm nhập vào bên trong. Một tiếng rầm vang lên ở đầu dây bên kia, Ơn Do nổi khùng lên tự nhiên lại mò vào đấy làm gì chứ? Giúp cũng dễ thôi, có điều phí hơi bị cao nhắm trả nổi không? Sau khi Kang Gu hứa hẹn trả tiền đầy đủ, Ơn Do mới đồng ý, không quên dặn hắn nhớ đừng chết dưới tay quái vật đột biến là được. Sau đó Kang Gu chìa điện thoại ra trước mặt người lính gác, vui vẻ bảo hội trưởng Hoa Hồng Đỏ có lời muốn nói với anh. Ông cháu này kinh ngạc toát mồ hôi hột, không ngờ lại có vinh hạnh lớn như vậy. Phóng viên đánh hơi thấy tin sốt dẻo liền chĩa luôn cái camera to đùng vào Kang Gu. Còn anh lính đang nghiêm túc nghe máy vâng vâng dạ dạ liên tục. Sau một hồi nói chuyện, anh ta thở dài một hơi, cho phép Kang Gu vào trong với danh nghĩa là người điều tra vụ việc quái vật. Nếu đánh bại được quái vật thì phải cung cấp thông tin cho chính phủ. Hắn ok luôn trong khi bị bủa vây bởi đám phóng viên. Bọn họ liên tục chĩa máy quay vào người hắn, trông chả khác nào một celeb hạng A. Từ phía sau dãy đám người tiến lên là một tên tóc xanh lững thững ồn ào đi tới. Kang Gu khẽ quay đầu lại, nhìn thấy luôn một nhóm 6 người ăn mặc bóng bẩy tiến tới. Khứa đầu là khứa tóc xanh trông rất sắc sược. Mới chìa cái mặt ra, gã đã chỉ vào mình giới thiệu tên Kang Sung Su tới từ hội Mia, yêu cầu được điều tra cùng Hoa Hồng Đỏ. Đám thức tỉnh giả liền xì xào khứa này là tân binh mới nổi gần đây, dù mới trở thành người chơi có 3 tháng đã vào được cổng danh B. Thái độ kiêu ngạo của Sung Su khiến Kang Gu hơi khó chịu, đã thế thằng khứa này cứ thích sấn sổ tới chỗ hắn nữa chứ. Ánh mắt Sung Su quét qua người hắn một lượt, rồi buông lời tán dương, đúng là hàng tốt. Nhưng cậu không có đồng đội sao? Sung Su buông lời chê bai Hoa Hồng Đỏ giàu mà keo, ai đời lại chỉ tài trợ được có thế này. Tưởng thế là chọc giận được Kang Gu, tiếc là chú em còn non và xanh lắm. Hắn cười tít cả mắt bảo mình thích đi solo hơn nên không muốn vào nhóm nào. Vậy mà đám người hội Mia vẫn không chịu dừng ở đó, chúng coi thường Kang Gu chỉ đi săn ở cổng danh C mà dám lên mặt. Sung Su ghé sát vào tai hắn mà bảo, mấy thằng như mày thường chết nhanh lắm đấy. Ánh mắt gã nhau lại đầy xảo trá, gần giọng miệt thị Kang Gu chỉ là một thằng rẻ rách đừng hòng một bước lên mây. Mày hơi láo so với một thằng vừa thức tỉnh lần 4 đấy nhé. Thấy Kang Gu im lặng không nói gì, khứa tóc xanh hí hửng tưởng quàng tay qua cổ hắn, vô cùng đắc ý vì ảo tưởng rằng hắn bị mình dọa sợ mất mật rồi. Ánh mắt Kang Gu càng lúc càng tối lại, sự nguy hiểm đang âm thầm tỏa ra nhưng tên đần Sung Su không hề cảm nhận được. Sung Su hào hứng chỉ về nhóm 5 anh em mặt lình của mình, dụ dỗ hắn gia nhập để mấy anh chị bảo kê cho, chứ đi solo kiểu gì cũng chết lăn quay cho mà xem. Cơ mà đội của Sung Su đã đủ mọi vị trí, gã chỉ ra vẻ tốt bụng để sỉ nhục Kang Gu nên biết thân biết phận, tốt nhất là gia nhập vào hội đạo tặc liếm vết thương đi. Khóe miệng Kang Gu khẽ nhếch lên nhả ra hai từ được thôi, nặn ra một nụ cười thật chân, bảo cảm động quá nên không biết phản ứng như nào cho phải. Thái độ thật chân khiến khứa tóc xanh khó hiểu. Không nghĩ hắn dễ dãi như vậy, người ta mời chơi thôi chứ có định mời thật đâu mà đồng ý vào hội như thật. Hắn nheo cặp mắt của mình, miệng hối thúc tất cả vào nhanh thôi kẻo trễ. Làm mấy tên Mia còn lại lầm nhầm chửi vào thằng này không biết nhục hay sao mời xã giao cũng đồng ý. Kang Su nở một nụ cười xảo trá khi liếc qua đám người ngu xuẩn, 1 2 3 4 5 vừa đủ làm mồi cho con bua, dư thằng tóc xanh chống nữa xử đẹp. 30 phút trước đó, Sung Su vừa thấy cái mặt của Kang Gu ló ra nơi cổng đã gọi điện báo ngay cho phó hội trưởng Mia, Kim Jang Ho Ôn. Vậy à, cậu phải nắm lấy thời cơ làm nhục mặt thằng đó trước mặt mọi người. Dù cho Hoa Hồng Đỏ có chiếm thế thượng phong đi chăng nữa nhưng trên bảng xếp hạng hội Mia vẫn giữ gấp cao hơn, phải cho chúng biết thế nào là lễ hội. Sung Su ngây thơ nghe theo lời hội phó định làm bẽ mặt Kang Gu, nào ngờ thằng mặt dày này lại muốn đi cùng nhóm của gã với thái độ vô cùng thiện chí. Người ta đã như thế mà còn cố đấm ăn xôi, đám báo chí ở đây sợ sẽ cười vào mặt hội Mia mất. Sung Su ra quyết định nhanh chóng, phải nén giận đợi vào trong cánh cổng đã. Đành phải quay lại ngũ anh em mau đi theo Kang Gu, thế là bỗng dưng có tin Hoa Hồng Đỏ và Mia hợp tác với nhau gây ra chấn động lớn. Sung Su cùng đồng đội khó chịu nhìn chòng chọc vào gáy Kang Gu, trong lòng rủa thầm thằng chó đẻ 10.000 lần. Không hiểu sao Hoa Hồng Đỏ lại tài trợ cho một thằng vô tri như vậy nữa. Mà nghĩ đi nghĩ lại, Sung Su hớn hở nở nụ cười khoái chí. Vào trong rồi không cần phải tốn enzyme để khiêu khích một thằng hèn làm gì, đợi vào trong mọi thứ sẽ kết thúc cả thôi. Sung Su cười được thì Kang Gu cũng cười được, có điều gã sẽ không bao giờ thấy được những mưu kế mà hắn đã tính lên mình. Phía sau cổng truyền tống là một hành lang tối như hũ nút, Kang Gu đi phía sau đề nghị anh chị em liên thủ lại để đánh bại con quái vật. Vậy mà ý tốt của hắn chỉ được đáp lại bằng một bãi nước bọt do Sung Su nhổ toẹt xuống đất kèm câu chửi, mày bị ngu à? Đã vào tới đây rồi bọn chúng cũng không cần đóng kịch nữa, liên tục tổng xỉ và Kang Gu chỉ là một thằng loser yếu đuối.
Thằng này có mẹ gì đặc biệt mà che ơn do tự chọn nhỉ? Có khi con mẹ đó hết thời rồi cũng nên. Đã hạ bệ được hoa hồng đỏ thì phải tâng bốc mia, bọn chúng thi nhau khen Kim Giang Ho Ôn phó hội phó Kim Giang Ho Ôn mới là chân ái cuộc đời. Vừa đẹp trai lắm tiền lại còn có ông bố làm hội trưởng giàu nứt đố đổ vách. Ai như cái hội hoa hồng đỏ khố rách áo ôm kia, toàn thu nhận mấy kẻ rác rưởi không à. Kang Woo âm thầm đứng trong bóng tối nghe chúng bàn luận, hắn cũng đã tìm hiểu sơ qua về cái hội lắm drama này rồi. Kim Jae Hyun là hội trưởng của hội MIA, đồng thời là chủ tịch tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc. 5 năm trước ông ta cùng con trai là Kim Jang Ho Ôn thức tỉnh sau một tai nạn tại cánh cổng. Với nguồn tài chính khổng lồ từ mảng điện tử, Kim Jae Hyun nhanh chóng lên cấp và thành lập hội MIA. Vì vậy đám hội viên vô cùng đắc ý, ăn mặc hay trang bị lúc nào cũng phải thật nổi bật, màu mè hoa lá hẹ như cái lũ trước mặt hắn đây. Kang Gu cũng muốn được bơi trong tiền, bèn nghĩ mình có nên chọc gậy bánh xe để hai hội này đánh nhau bùm chiếu, rồi làm ngư ông đắc lợi không nhỉ? Lòng tham trỗi dậy mãnh liệt làm Kang Gu phải nhanh chóng dập tắt nó đi. Cha Ân Do vẫn đang hỗ trợ hắn hết mình. Phải bào tiền con mẻ thêm nữa đã, chỉ mấy đứa ngu mới giết chết con ngỗng đẻ trứng vàng thôi. Hơn nữa hoa hồng đỏ vẫn còn giá trị lợi dụng. Kang Gu cố nhịn để không bật cười thành tiếng, ánh mắt đỏ lòm nhìn xoáy vào Sung Su phía trước. Muốn chém muốn giết kẻ nào đó chỉ cần trốn dưới danh nghĩa của chúng là được rồi. Sau một hồi đi lòng vòng trong hành lang tối tăm, Khứa Tóc Xanh mất kiên nhẫn gào ầm lên vì không thấy quái vật đâu. Kang Gu cười ngu ngơ, hay anh em mình làm thêm vòng nữa đi, khiến đám người hội mia càng thêm chán ghét. Đậu mé đúng là loại ngu lâu rốt dai khó đào tạo. Nghe bọn chúng chù cho hoa hồng đỏ sớm ngày lụi tàn, Kang Gu vẫn đóng vai chấn bé đù không nói lời nào. Đến khi bọn chúng không còn để ý gì tới mình nữa, hắn liền kích hoạt quyền năng thăm dò lên toàn bộ hành lang. Các tia sóng radar chuyển đi nhanh như vũ bão, chẳng mấy chốc đã bắt được chuyển động ở ngay sau bức tường, mồm miệng đang chảy dãi thòm thèm vì đói ăn. Hẳn là chúng mày đang đi lang thang tìm đồ ăn chứ gì? Kang Gu cười khoái trá, để ta ship đồ ăn tới tận miệng cho nhé. Kang Gu vận khí ở tay tung ra quyền năng mê hoặc, tỏa từ đó ra một mùi thơm vô cùng hấp dẫn bay thẳng tới chỗ hội mia. Bọn chúng hít lấy hít để tự hỏi mùi gì thơm thế, mà chẳng ai nghĩ lý do mùi thơm này đột nhiên lan tỏa. Ánh mắt Kang Gu nheo lại đầy nham hiểm, đây là mùi ưa thích của bùa nên nó sẽ sớm tìm tới đây thôi. Rất nhanh cả đám người hội mia đã vào vị trí bật mút chiến đấu, dàn trận vị trí tấn công phòng thủ và hỗ trợ, lại rất quen với việc vào đội hình nên nhanh chóng vào việc. Riêng Sung Su vẫn không quên lên mặt với Kang Gu, gã yêu cầu hắn đứng im đó và chống mắt lên xem hội mia phô trương sức mạnh. Kang Gu phá lên cười ha hả, người dự đoán chuẩn ghê nhỉ. Làm Sung Su nhíu mày lại, không hiểu hắn đang lên cơn điên gì. Chỉ thấy nụ cười cùng ánh mắt độc địa sáng lên, dáng vẻ hèn kém vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Kang Gu hào hứng rít lên mấy thằng như mày thường chết sớm đấy. Trong khi Sang Su đang bị phân tâm, một tiếng động lớn nổ ra, người đỡ đòn của hội mia đã bị thứ gì đó móc vào và kéo đi ngay trước mắt đồng đội. Giật mình thảng thốt nhìn theo phía đó, Sang Su sợ hãi há hốc miệng ra không thốt nên lời. Một con quái vật đầu sư tử mình dài ngoáng như loài thằn lằn đang đậu trên tường. Ông anh giữ vai trò đỡ đòn bị treo lủng lẳng trên móng vuốt sắc nhọn của bua, cơ thể đang không ngừng run lên từng hồi. Khung cảnh kinh hoàng ấy khiến đám người ở dưới đứng chôn chân tại chỗ, khí thế chiến đấu hừng hừng lúc nãy đã biến mất tiêu. Bùa trên kia đang há cái miệng rộng sơi luôn con mồi đầu tiên của ngày hôm nay. Kang Gu ngẩng cổ khoái chí ra mặt, bắt đầu đếm số hộ ẻm luôn, mất một rồi nhé. Sung Su bỏ qua Kang Gu vội vã chỉ huy đội viên ra đòn. Pháp sư triệu hồi ra một cây hắc thương, phóng thẳng về phía bùa đang nhồm nhoàm nhai thịt, nhưng nó đột ngột biến mất trong không gian, tới một cọng lông cũng không thấy đâu nữa. Chỉ thấy mấy màn khói bụi mịt mù đất đá bị hất văng ra từ phía. Trong nháy mắt bua đã nhảy cóc tới một chỗ an toàn, nằm ngoài tầm tấn công của hội mia. Sung Su cay cú vì để vụt mất con mồi, nhắc nhở mọi người phải giữ vững đội hình chuẩn bị tấn công lần hai. Chưa kịp triển khai thêm cái gì đã thấy tên đồng đội bên cạnh bị móng vuốt đâm xuyên người. Sung Su chết sững người nhìn hàm răng to khỏe của con quái vật đang múc băng thịt người ngon lành canh đào. Gã gào lên chửi rủa con quái thú chẳng còn để ý gì Kang Gu nấp trên một cái cột cao lầm nhầm đếm số 2. Sung Su nổi cơn thịnh nộ bắt đầu xoay vũ khí vèo vèo trong tay. Khi năng lượng đã đạt tới giới hạn thì dừng lại cắm phập cây gậy xuống đất, tạo ra nguồn mana xanh khổng lồ giật tung đầu con ma thú quái dị, khiến nó rú lên một cách thảm thiết. Nhân cơ hội Sung Su lập tức ra lệnh cho mọi người lao lên, phải nhanh chóng tận dụng thời điểm vàng này để kết liễu quái vật. Hai khứa còn lại đang lao lên theo hiệu lệnh của Sung Su mà tấn công, đột nhiên phập một cái, chỉ còn mình Khứa Tóc Xanh đứng chờ chọi giữa hai cái móng vuốt. Cơn mưa máu tanh nồng tưới lên mặt gã, khiến ánh mắt Sung Su kinh hoàng nhìn lên trên cao. Bua đang gầm rú thị uy với hai con mồi treo trước mặt, khiến Sung Su hoài nghi nhân sinh vờ lờ. Rõ ràng gã đã dùng hết sức rồi mà nó vẫn không si nhê gì là sao? Đội mia giờ chỉ còn lại hai thành viên nhưng con mẹ áo xanh này coi như bỏ. Nhìn vào cái móng vuốt toàn máu là máu kia, cô ta đã hoàn toàn mất hết năng lực chiến đấu rồi. Kang Gu nhếch mép cười khà khà đầy sung sướng, mới đó mà đã được bốn tên rồi sao? Sung Su không trông cậy được gì vào đồng đội, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mồ hôi túa ra như tắm. Quyết tâm một mình địch luôn con thú, gã cúi thấp người bộc phát ra năng lượng tím vô cùng mạnh mẽ, sau đó vọt thẳng lên cao trong vài giây ngắn ngủi. Dồn hết toàn bộ tinh hoa sức mạnh của mình vào trong đòn tiếp theo, Sung Su cầm cây giáo lao thẳng xuống đầu con quái vật. Gã dùng hết sức bình sinh để tung ra chiêu lôi phá, những tia sét lập lòe chớp sáng tưởng đâu sắp tiêu diệt được bua. Nhưng không bé ơi, ma thú chỉ dùng một cái quạt của chi trước đã khiến Sung Su mất đà ngã lộn vèo xuống đất học máu mồm đôi mắt trắng dã như chết rồi. Bàn chân to khủng khiếp cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt gã.
Sung Su ý thức được cái chết đang đến nên nước mắt nước mũi bắt đầu chảy tùm lum, lo sợ tới nỗi những mạch máu trong mắt hẳn cả lên. Kang Gu lại hài lòng lắm, hắn nhếch khóe miệng lên đếm số 5. Nhưng đó không phải là Sung Su, mà là em gái da trắng thịt mềm buông bỏ số phận, để lại Sung Su ngã chồng mông lên trời. Bua vui vẻ nhai ngấu nghiến con mồi ngay trước mặt Sung Su, trong hành lang vắng lặng chỉ vang lên tiếng nhai nhóp nhép. Khứa tóc xanh nặng nhọc thở phì phò khi thấy bàn tay của đồng đội rớt bụp xuống, nhưng đột nhiên lại được ai đó nâng lên. Tưởng đâu quái vật chuẩn bị sơ tái mình, Sung Su cay đắng nghiến răng nhíu chặt mày lại chuẩn bị tinh thần. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết, chỉ có một việc khiến gã vô cùng kinh ngạc. Kẻ hèn nhát nhu nhược kia đang thản nhiên cưỡi lên đầu con quái vật. Bàn chân Kang Gu nhẹ nhàng dẫm lên lớp lông lá dày cộp của Bua, tốt bụng thông não cho Sung Su hiểu vấn đề. Chỉ với 5 con mồi mỗi ngày, Bua đã no cãnh bụng và không di chuyển trừ khi bị tấn công trước, như bây giờ nó đang ngấp ngủ đây này. Muốn tiêu diệt con ma thú này dễ như ăn bánh à? Mau lấy giấy bút ra ghi lại, ta chỉ là mẫu một lần thôi đấy. Tay trái Kang Gu kích hoạt quyền năng bóng tối, tay phải kích hoạt ngọn lửa địa ngục, rồi chập bàn tay lại với nhau để tạo ra một sức mạnh mới là đủ kết liễu Bua. Sung Su dù đang trồng cây chuối nhưng tinh thần ham học cứ phải gọi là số 1, mở trừng mắt xem Kang Gu phô diễn thực lực thật sự. Thay vì tốn nhiều năng lượng để dùng nhiều sức mạnh cùng lúc, Kang Gu đã nghĩ ra cách trộn chúng lại với nhau. Hai quyền năng tưởng không liên quan tới nhau, bằng khả năng điêu luyện của Kang Gu đã trở nên vô cùng hài hòa. Dậm mạnh bàn chân nhảy lên tạo dáng cho nó hoành tráng, tay Kang Gu ép bọn chúng lại với nhau thành một quả cầu nửa đỏ nửa xanh. Bên phía kia hắn triệu hồi cây đinh ba nhuốm đầy thứ sức mạnh được nhào nặn vào đỉnh, nghiến răng dồn sức phóng về đỉnh đầu con quái thú khi hệ thống báo Kang Gu đã thành công nhận được kỹ năng đinh ba. Hệ thống độ thêm tính chính xác khi ra đòn nên cú găm phập của Kang Gu rơi xuống chính xác cái đầu con quái đang ngái ngủ, thẳng xuống xiết cái lưỡi to dày của nó. Tiếng hét đầy thống khổ của ma thú vang lên rúng động cả hành lang, nhưng cũng nhanh chóng tắt ngúm khi bị thiêu đốt trong ngọn lửa địa ngục hung tàn. Bùa vẫy vùng chỉ được một lát rồi chết ngay lập tức. Khi hắn đáp đất, hệ thống đã thông báo thành công đánh bại quái vật danh B, tăng lên cấp 40, mở ra lần thức tỉnh thứ 5. Hay ho hơn nữa là chỉ số ma lực của Kang Gu đã đạt ngưỡng 60, cùng một điều kiện của hoãn cực quỷ được đáp ứng. Mấy cái kia không nói, Kang Gu chú ý tới cái gọi là hoãn cực quỷ, nghe cứ như tiểu thuyết võ lâm không hiểu nó là thứ gì. Trên bảng hiện lên đạt ma lực 60 là điều kiện đầu tiên, nhưng chẳng nói điều kiện 2-3 là gì để đạt được hoãn cực quỷ. Kang Gu bóp cầm suy nghĩ, hệ thống gọi hoãn cực quỷ là bước đầu để trở thành chúa quỷ lạ ra phết. 10.000 năm trong địa ngục hắn chưa bao giờ nghe đến thuật ngữ này, và giả thuyết lúc trước đặt ra cũng chuẩn không cần chỉnh. Nếu tiếp tục tăng cấp như một người chơi, hắn có thể trở nên mạnh hơn cả lúc là quỷ vương ở địa ngục. Nghĩ vậy, Kang Gu vuốt cằm lộ ra vẻ mặt vô cùng phấn khích, cứ ngỡ bản thân đã bỏ được thói tham lam rồi, ai ngờ trời độ cho sức mạnh đỉnh của chóp, muốn từ chối cũng khó nữa. Trước mắt cứ dùng phàm ăn hấp thụ Bua cái đã, ma lực của một con thú địa ngục đổ vào cơ thể hắn tăng một phát lên 4 điểm. Nhưng lần này Kang Gu sẽ chỉ hút ma lực nó thôi chứ không bét sạch chừa xương như mọi hôm. Bao người ở ngoài kia còn chờ hắn ra báo cáo vụ con ma thú, phải để chút dấu vết hợp lý thì khai báo mới đáng tin. Đang thưởng thức đại tiệc ma lực dồi dào, tiếng rên rỉ ôi của Sung Su phía sau truyền đến tai Kang Gu. Đôi mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm, suýt quên 6 tên vẫn còn một ấy nhỉ. Dựa vào tính cách bốc đồng của Sung Su, hắn đã nghĩ gã sẽ là người chết đầu tiên. Vậy mà tới giờ gã vẫn còn sống, chứng tỏ tên này cũng có chút tài cán đây chứ. Đừng tới đây. Khứa tóc xanh sợ hãi kêu la, đôi mắt cụp xuống đầy lo lắng lắp bắp hỏi hắn muốn giết mình sao. Kìa, sao tôi lại giết một thành viên trong nhóm chứ? Bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy chân Sung Su, tên này vẫn còn giá trị lợi dụng nên không thể để gã chết ở đây được. Sau đó hắn nở một nụ cười thân thiện dựng chân, muốn hỏi Sung Su một vài câu mong gã hợp tác trả lời. Tên khốn nào ra lệnh cho mày gây hấn với tao? Mới câu đầu tiên thôi đã khiến Sung Su phải cứng họng, căng thẳng suy nghĩ không biết nói sao cho phải. Sở dĩ Kang Gu cho rằng có người giật dây phía sau, vì khứa tóc xanh với mình chả quen biết nhau, vậy mà tên đó lại biết rõ mình là ai, hẳn phải có người mớm cho gã những thông tin đó. Cơ mà nghĩ miên mà nãy giờ cũng lâu, nhưng Sung Su vẫn cứ ngậm chặt mồm không chịu khai ra. Kang Gu tung luôn một cước vào người gã, khiến cái cơ thể yếu xìu đó bắn lên không trung. Bị Kang Gu sút cho một phát, Sung Su bay thẳng vào bức tường gần đó khiến nó thùng một mảng to. Sau một hồi đấm đá túi bụi túi bụi, Kang Gu lạnh giọng hỏi lại lần nữa, kẻ đó là ai? Sung Su mặt mày bầm dập tới biến dạng, đành phải ngoan ngoãn nói ra tên của Kim Giang Hô Ôn. Đây chẳng phải kẻ bọn chúng mới nhắc tới à? Nhưng tại sao một kẻ như vậy phải gây sự với hắn làm quái gì cơ chứ? Sau đó mới biết được Kim Giang Hô Ôn từng mời Cha Ơn Do đi hẹn hò sang chảnh, nhưng bị từ chối thẳng thừng, từ đó mối thâm thù giữa hai hội bắt đầu được nhen nhóm. Phải chi mời bà đi trà đá vỉa hè hay đi chơi net, có khi giờ đã là một đôi dễ thương rồi cũng nên. Chỉ vì cái lý do vớ vẩn đó mà thằng khốn nhà giàu dám chút giận lên mình. Kang Gu điên máu túm chặt tóc Sang Su khiến ông cháu ré lên đầy đau đớn kể thêm. Kim Giang Hô Ôn đang muốn thay đổi hình ảnh của hội Mia, muốn trở thành trung tâm của sự chú ý và vượt qua hoa hồng đỏ về mọi mặt. Kang Gu không ngờ tên phó hội lại có suy nghĩ thảm hại như vậy, bắt khứa tóc xanh phải mở ảnh của tên kia ra cho mình xem. Sung Su run rẩy bật con điện thoại vỡ nát của mình lên, đưa cho Kang Gu check hàng. Vừa liếc qua hắn khen thằng nhõi này đẹp trai phết nhỉ. Cơ mà khuôn mặt này nhìn khá giống Kim Si Hun nhỉ. Hay do cả hai người bọn họ đều đẹp trai nên nhìn mới giống nhau. Thắc mắc những điều đó cũng chẳng được gì, Kang Gu liền thả tự do cái điện thoại đi luôn. Tự nhiên bị cuốn vào âm mưu trả thù này khiến hắn thấy hơi khó chịu.
Sung Su sợ hú hồn lấp liếm, mình chỉ làm theo lệnh thôi, chứ không ham hố gì mấy việc này đâu. Kang Gu bẻ ngoặt đầu gã lên mặt đối mặt với mình, bảo đừng có mà bốc phét, rõ ràng là ngươi rất tận hưởng cảm giác đó mà. Sung Su hết cãi, chỉ biết uớ trong họng, tưởng mình sắp tan đời rồi. Không ngờ Kang Gu đột nhiên tốt bụng bảo chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời hắn, chín bỏ làm 10 liền. Khuôn mặt méo mó của Khứa liền giãn ra, chỉ cần giữ được cái mạng thì việc gì em cũng nghe theo anh hết. Kang Gu cười tươi rói bảo chú em thông minh đấy, việc này cũng dễ thôi. Một lát sau đám phóng viên nháo nhào lên khi thấy Kang Gu diều Sung Su ra ngoài, còn những thành viên khác lại không thấy đâu. Bọn họ lập tức đổ xô tới chỗ hai người hỏi tới tấp, chuyện gì đã xảy ra bên trong hầm ngục? Những người khác trong đội đã chết hết rồi sao? Cùng hàng loạt câu hỏi được sổ ra như bắn giáp, Kang Gu há miệng hít vào một hơi sâu rồi giống lên đầy thảm thiết. Cấp cứu, ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi. Khuôn mặt sưng vù te tua máu me của Sung Su đập thẳng vào ống kính phóng viên. Đặt gã ta nằm xuống dưới đất, Kang Gu bật mút diễn viên lên, trước cả đám săn tin dùng tông giọng run run mà thuật lại câu chuyện. Sung Su đã liều mình chiến đấu với con quái vật nên mới bị thương nặng như vậy. Nặn ra nét mặt sầu khổ và tuyệt vọng khi nhắc về những đồng đội đã hy sinh, khiến mọi người vô cùng choáng váng, con quái kia mạnh tới cỡ nào chứ? Ai nấy hoang mang định liên lạc với biệt đội Hoa Giang nhưng đã bị Kang Gu cản lại. Tay khéo léo đè tay lên cái mỏ đang kêu cứu yếu ớt của Sung Su. Kang Gu bày ra nét mặt vô cùng sùng bái mà nói, người anh hùng đã cứu mạng mình và giết chết quái vật bên trong chính là anh Kim Sung Su đây. Khứa tóc xanh ăn hành ngập mồm trong kia không ai biết, ra ngoài này lại được Kang Gu thêm mắm dặm muối trở thành anh hùng vạn người mê. Đám phóng viên khát tin tức liền yêu cầu Kang Gu thuật lại một cách chi tiết. Hắn giả là lau nước mắt rồi bịa ra một câu chuyện lâm ly bi đát. Vào khoảnh khắc tiến vào bên trong hầm ngục, cả đám đã bị khí thế mãnh liệt của con quái bóp nghẹt lồng ngực. Nó đã trực sẵn ở ngay cổng vào, một con quái vật nguy hiểm như vậy không thể xuất hiện tại cổng danh B. Cả đám đã tính chạy đi nhưng ngài Sung Su đã sốc lại tinh thần cho mọi người, không thể để con quái này thoát ra làm hại tới người dân ở ngoài được. Thế là chúng tôi đã ở lại sống mái với con quái một phen. Nó giống hệt như mô tả của chính phủ, cái đầu sư tử với năm cái chân chạy nhanh như một cơn gió. Thêm cả con quái ra tay vô cùng tàn nhẫn nên toàn bộ đồng đội của ngài Sung Su đã bị xóa sổ chỉ với một đòn tấn công. Tình huống càng lúc càng căng thẳng, ngài Sung Su đã bảo vệ cho tôi chạy đi, sau đó tự mình chiến đấu với con quái vật hung ác. Tôi đã có thể bỏ chạy nhưng lại quá nhát chết nên cứ đứng chôn chân tại đó và chứng kiến cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Cuối cùng chiến thắng đã thuộc về phe chính nghĩa, ngài Sung Su đánh bại được con quái vật. Từ lúc đó ngài ấy luôn miệng gọi tên những người đồng đội đã tử trận, kể cả bây giờ cũng vậy đó mọi người. Kang Gu khéo léo lấn át tiếng kêu cứu trong vô vọng của Khứa tóc xanh, lấy cớ muốn giữ sức cho ngài Sung Su mà bịt luôn miệng gã lại. Một người phóng viên đột nhiên hỏi về cách cư xử khá thô lỗ của Sung Su đối với Kang Gu, nhưng đâu dễ làm khó được diễn viên hạng A như anh đây. Ngài ấy đã giải thích khi chúng tôi vào bên trong cổng, vì biết trình độ của tôi còn yếu nên mới muốn tôi đề cao cảnh giác. Trình độ diễn xuất thượng thừa tới nỗi dặn ra được một dòng nước mắt cá sấu. Kang Gu rưng rưng nói Sung Su chính là nhân của mình, là anh hùng thật sự của thời đại này. Nhà anh không ở cầu diễn mà anh diễn ghê quá, nên cuối ngày hôm đó hàng loạt báo lớn nhỏ đã đưa tin ca ngợi Kang Sung Su. Một anh hùng dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ ngựa oi dân. Dù về sau Kang Sung Su sống trong tình trạng thực vật do xuất huyết não, nhưng mọi người sẽ luôn nhớ về anh như một người hùng. Ơn do ở trụ sở của Hội Hoa Hồng Đỏ đọc mấy bài báo liên quan tới Khứa tóc xanh nhưng méo tin lắm. Nhìn ngang nhìn dọc gì cũng không thấy giống vết thương do quái vật gây ra, mà là do con người làm. Ơn do cao mày tự hỏi tên khốn Kang Gu đang làm trò mò gì thế này. Sự lo lắng của cô hiện cả trên mặt, làm cô gái tóc vàng ngồi đối diện liền cười phá lên đầy hứng thú với tên lính mới. Hội trưởng Hyunju của hội Sanare vắt đôi chân dài quyến rũ của mình qua. Cô hét lên một tiếng rõ to, các bạn hãy bấm mạnh nút like đi, My Miss đang phần 4 luôn cho nóng.